Xin mời các quý vị đại biểu chúng ta ổn định chỗ ngồi và quay lại khán phòng để chúng ta có thể bắt đầu phiên buổi chiều ngày hôm nay. Đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu tiếp tục dành thời gian cho buổi chiều hôm nay. Và trong buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang một chủ đề mới, là chủ đề về tiềm năng phát triển green hydrogen, hydrogen xanh tại Việt Nam. Đầu tiên, tôi thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Tạ Thanh Hải, đại diện của Cục Điện lực Năng lượng Tái tạo đã đến dự hôm nay. Xin xin trân trọng giới thiệu bà Nicole Glenman, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Năng lượng và Khí hậu tại khu vực châu Á. Xin trân trọng giới thiệu ông Philip Muzinger, là Giám đốc chương trình năng lượng của GIZ tại Việt Nam. Hội thảo của chúng ta chiều nay cũng có sự hiện diện của các chuyên gia trong và ngoài nước, từ các viện nghiên cứu và các trường đại học, và các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn, các khối doanh nghiệp tư nhân sẽ đến tham gia phát biểu ý kiến. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các quý vị khách quý, trong phiên buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận về green hydrogen. Chúng ta sẽ tìm ra, chúng ta sẽ lắng nghe những cái ý kiến, những cái trao đổi từ các chuyên gia ở trong và ngoài nước để có thể tìm ra được những cái cơ hội, phát hiện ra những cái thách thức cho cái quá trình phát triển hydrogen xanh tại Việt Nam. Và trước hết tôi xin trân trọng kính mời ông Tạ Thanh Hải, cục đại diện của Cục Điện lực Năng lượng Tái tạo có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin trân trọng mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý. Trước hết tôi xin chào mừng quý vị tới dự phiên hội thảo chiều nay với chủ đề là tiềm năng phát triển công nghiệp hydrogen xanh tại Việt Nam. Trong phiên hội thảo sáng nay, chúng ta đã được tiếp cận về chủ đề chuyển dịch năng lượng thông qua những kinh nghiệm quốc tế xây dựng khung chính sách để thúc đẩy năng lượng tái tạo. Trong buổi chiều nay, chủ đề chuyển dịch năng lượng cũng được đề cập nhưng dưới góc độ khác, đánh giá tiềm năng phát triển ngành công nghiệp hydrogen xanh. Như các vị đã biết, chuyển dịch năng lượng là một tiến trình không thể đảo ngược trên quy mô toàn thế giới. Hiện nay, năng lượng hóa thạch đang dần được thay thế bởi các nguồn năng lượng xanh, sạch, năng lượng carbon thấp, đóng góp quan trọng vào việc giảm dần phát thải khí nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu. Để đạt được những mục tiêu quan trọng này, bên cạnh việc thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng xanh, sạch, thế giới cần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hydrogen xanh, nơi mà các sản phẩm hydrogen xanh được sản xuất từ nguồn năng lượng sạch, được lưu trữ, vận chuyển, ứng dụng phù hợp với những ngành công nghiệp khó giảm phát thải như công nghiệp luyện kim, sản xuất hóa chất, dầu khí hay giao thông vận tải. Đối với Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo sẽ phát triển nhanh, với những mục tiêu thứ nhất như đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế xã hội, thứ hai là đảm bảo tiếp cận năng lượng cho người dân và nền kinh tế với chi phí hợp lý, thứ ba là chuyển đổi hệ thống năng lượng xanh và bền vững, đạt được các cam kết của Việt Nam với quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và chống biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2025. Là đây là những cái vấn đề rất là thách thức. Tìm kiếm các cái giải pháp phát triển ngành công nghiệp hydrogen xanh không chỉ nhằm mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn mở ra những cái cơ hội phát triển kinh tế, đẩy mạnh đầu tư cũng như góp phần phát triển công nghiệp tại Việt Nam. Thông qua hội thảo ngày hôm nay được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Kinh tế Bảo vệ Khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức và Bộ Công thương Việt Nam. Tôi tin tưởng các quý vị sẽ tiếp cận, cập nhật những thông tin rất là hữu ích về công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn, phát triển dự án trong lĩnh vực công nghiệp mới mẻ này.
Hội thảo cũng là cái cơ hội để các diễn giả, các nhà đầu tư, các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước được chia sẻ quan điểm, ý kiến chuyên môn rất là sâu về chính sách, các cái khó khăn trong cái việc ứng dụng công nghệ, tiếp cận nguồn vốn nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xanh này. Tôi xin trân trọng thông báo khai mạc phiên hội thảo chiều nay với chủ đề Tiềm năng phát triển công nghiệp hydrogen xanh tại Việt Nam. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức. Trân trọng cảm ơn Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ đã cùng chúng tôi tổ chức cái hội thảo này. Kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cuộc hội thảo giành được nhiều thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Tạ Thanh Hải. Tiếp theo chương trình thì tôi xin mời trân trọng kính mời bà Nicole Glenman, Phó Vụ trưởng Bộ Kinh tế chống biến đổi khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức có đôi lời phát biểu về tầm nhìn của chính phủ Đức về ngành công nghiệp hydrogen xanh tại Đức cũng như chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp này trên quy mô toàn cầu. Xin trân trọng kính mời bà. Dear Mr. High, distinguished delegates and colleagues, ladies and gentlemen, welcome back also from my side to the second part of the workshop, which is focused on the role of hydrogen. After fruitful discussions during the lunch break, reflecting on the very insightful morning, it's now my pleasure to share with you some important features of the German National Hydrogen Strategy. Following this, the expert Mr. Ali Habib will also present the study on Vietnam's development potential of green hydrogen. And this study was actually developed in the context of our bilateral energy dialogue, and I'm very glad that we can discuss it today. An efficient plan of an energy transition foresees the electrification with renewable energies and the increase of energy efficiency and energy savings as the first and most important measures. Yet, there are industry sectors like chemistry, cement and steel, and transport sectors like heavy transport and aviation that cannot fully be decarbonized by electrification. For these sectors, green hydrogen and the respective technologies and markets will play an important role in achieving our climate goals. International exchange and partnerships are paramount in creating global markets for hydrogen. The German government supports this with several programs. In cooperation with GIZ Energy Support Program, the Power2X or PTX hub that is promoting a sustainable development of hydrogen and PTX globally is one of them. The program supports Vietnam, among other activities, with advice on policy frameworks, analysis of defossilization potential of industry sectors, and organizes trainings for various stakeholders. The immense challenge of the energy transition requires clear objectives and guidelines. The German National Hydrogen Strategy provides such a guideline with the objective to ramp up hydrogen markets and to ensure that zero carbon hydrogen receives the needed support. It is in the German and the global interest to discuss strategies and instruments to create a green hydrogen economy. And I'm delighted to share insights from the German National Hydrogen Strategy with you today.
In June 2020, the German government adopted the National Hydrogen Strategy with a long-term goal to bring down the costs globally through the establishment of international markets. Another objective is to develop our home market with focus on hard-to-abate sectors. Hydrogen already is important for Germany's industry, like in chemistry, steel production, and other sectors as well. Currently, about 55 terawatt hours of hydrogen is used for material applications in Germany every year, which is largely produced on the basis of fossil fuels. Germany's increasing hydrogen demand is to be secured through the expansion of domestic production capacities as well as through the establishment of European and international cooperation. Germany's National Hydrogen Strategy has been developed based on a broad stakeholder dialogue. In 2019, our ministry initiated the stakeholder dialogue GAS 2030 with the industry, building sector, transport sector, power sector, and other ministries. On the 3rd June of 2020, the German federal government adopted an economic stimulus package that includes 9 billion euro to support the establishment of a hydrogen economy, including 2 billion euros for international cooperation. 1 week later, the German National Hydrogen Strategy was adopted, and an updated version is expected for this year to give the green hydrogen development a further boost. This slide shows a selection of the most important measures that will be implemented by the German National Hydrogen Strategy. Altogether, the National Hydrogen Strategy supports the development of markets for the production and use of hydrogen through 38 concrete measures. Here's a more detailed view on the establishment of green hydrogen markets. Our goal is to reach 10 gigawatts of green hydrogen capacity by 2030 in Germany. In transport, the priority is on aviation and shipping, in industry on the hard-to-abate sectors, and on international cooperation with focus on imports and the aim to bring down the costs for hydrogen and specifically for green hydrogen globally. The strategy envisages a mix of investment support, relief on operating costs, improvement of energy policy conditions, and carbon pricing. Extensive funding is foreseen for the use of hydrogen. 445 million is to be made available by the year 24 for hydrogen use in industry. In addition, 9 billion euros that have been approved as part of a comprehensive economic stimulus package. This slide shows the hydrogen volumes that are foreseen in the current climate action status report from January this year and in the National Hydrogen Strategy. Germany's domestic hydrogen consumption currently amounts to roughly 55 terawatt hours. By 2030, the federal government foresees a hydrogen demand of about 90 to 110 terawatt hours. In order to cover part of this demand, generation plants with a total electrolyzer capacity of up to 10 gigawatt, including the necessary offshore and onshore energy production, are to be built in Germany by 2030. This corresponds to a green hydrogen production of up to 28 terawatt hours and a required renewable electricity quantity of up to 40 terawatt hours.
In addition to in-depth cooperation with EU countries, Germany will systematically develop projects for green hydrogen and its derivatives and trade relations with partner countries beyond the EU. To support the scale-up of international green hydrogen projects, Germany provides various targeted support programs and funding instruments. For example, H2Global provides an auction-based long-term hydrogen purchase agreements on the supply side and short-term hydrogen supply agreements on the purchase side. The goal is to promote the market launch for green hydrogen and power-to-X products through temporary compensation of the difference between the purchase price and the sales price or willingness to pay for green hydrogen and hydrogen derivatives. Germany's national funding guideline for international hydrogen projects creates an offer to timely support international projects in the field of production, processing, storage, transport, and application of green hydrogen and its derivatives abroad. The program supports the development of industrial production facilities as well as pilot and demonstration projects. The PTX Hub project aims to support a sustainable development of PTX markets, local value creation, and the achievement of global climate goals by facilitating effective allocation of hydrogen and its derivatives across sectors. And this is the instrument we have also devoted for the green hydrogen, for the support of the green hydrogen market ramp up in Vietnam. And it, in this regard, it provides training courses and e-learning modules on hydrogen and PTX products for private and public stakeholders. Two first trainings were already organized in Vietnam. It facilitates exchange with international experts and technologies companies, advises on hydrogen and PTX policy frameworks and roadmap development, and supports demand-based analysis on topics such as capacity needs or decarbonization potentials for local industries. In June this year, the German government presented the progress report on the implementation of the strategy, which evaluates the impact of the measures and milestones of the National Hydrogen Strategy that have already been implemented. The report highlights achievements and milestones on the path to the ramp up of a hydrogen economy. Moreover, the report provides an outlook for the coming tasks of the federal government. As such, the report is the foundation for the revision of the strategy, which is currently in process. Dear ladies and gentlemen, thank you for your attention. For this afternoon, I wish you many insights and a fruitful exchange on green hydrogen and how to accelerate the market ramp up of green hydrogen. And also, I'm really looking forward to learning about the results of our new study. Thank you so much. Xin chân thành cảm ơn bà Nicole đã chia sẻ những cái ý tưởng, những cái tầm nhìn của nước Đức về ứng dụng và phát triển hydrogen tại Đức và trên toàn thế giới. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ David Jacob, chuyên gia quốc tế, sẽ có đôi lời trình bày về vai trò của hydrogen xanh trong chiến lược Net Zero mục tiêu trung hòa carbon. Xin trân trọng mời ông. Thank you.
Yes. Hello, thank you very much for the opportunity to quickly introduce the role of green hydrogen in net zero strategies. We already talked about it this morning, so I don't want to spend a lot of time on this. I think in introducing the topic, I also want to play a little bit devil's advocate here and say, well, green hydrogen will definitely have an important part to play in the energy transition in Vietnam, in Germany, in all parts of the world, because we have these hard to abate sectors. But the question is really, what scale of a role will it have to play? Which sectors really need green hydrogen, and which sectors might not need it, and where other technologies are also available? And here maybe I want to introduce an image which is frequently used in Germany by economists. And we often speak about green hydrogen as like the solution for everything. We can use it for transport, for heating and cooling, for electricity, for industry, and so on. So we kind of talk about it like we talk about water. But actually, in the German context now, most people talk about green hydrogen more as like for champagne. So it's quite expensive, and you should really only use it for the occasions where you really need it. And you shouldn't use it like water, but rather use it as champagne, because you know it's very expensive, and you only use it for the circumstances where there's no other solution, because it is a big feast, or because there's no other options than using green hydrogen / champagne. So this being said, just to highlight the global pictures again, so we're talking about all of these different colors of hydrogen: black, gray, blue, turquoise, green hydrogen. However, what we sometimes forget is that currently, more than 95% of the hydrogen that is produced in the world is fossil fuel-based hydrogen. So, for the time being, hydrogen is actually not a solution, but it's actually a problem that we have to solve, because we have a lot of carbon emissions related to the current production processes of gray and black hydrogen. Just to put this into perspective, hydrogen production is consuming currently 6% of all natural gas that is consumed around the world. So that's a huge amount of natural gas that just goes into the production of hydrogen. And we have to keep in mind that already decarbonizing the existing hydrogen, the existing black and gray hydrogen, will require a lot of renewable energy power generation capacity. I saw a presentation recently from Michael Liebreich from Bloomberg New Energy Finance. He said, well, there are some estimates how much capacity is needed. And if we just look at the most essential sectors where hydrogen is already used today, so the chemical sector, agricultural sector, with fertilizers, and the steel sector, only if we want to make this hydrogen green, we will already need around 2,200 gigawatt of renewable energy capacity worldwide. So that's a huge number. It's nothing that we can do just like that. So we have to keep in mind that already to decarbonize the existing hydrogen that we use, huge amounts of new renewable energy capacity are needed. And then, of course, we will need more hydrogen in the future, but we always have to keep in mind the scale of renewable energy build out that is required in order to do so. And I think we'll have some good conversations, some good discussions about this in our panel this afternoon. Maybe we can even get some estimates on how much additional renewable energy capacity would be needed in Vietnam in terms of offshore wind energy to simply green the existing hydrogen demand in Vietnam. So we're all working towards green hydrogen, and green hydrogen will have an important part to play, but for the time being, it is a problem we have to solve, and then once we have solved this, we can go one step further and develop more green hydrogen for other sectors.
Another problem that we have to solve is, of course, the cost. I mean, this is an image of a cost comparison between the different colors of hydrogen, showing that was actually before the war in Ukraine, so gas prices were still lower. I heard that today gas prices are quite high, so that there's even cost competitiveness between gas-based hydrogen and green hydrogen in some instances. But still, we have to keep into consideration that green hydrogen is factor two, factor three more expensive than existing fossil fuel-based hydrogen. So we have to bring down the cost by scaling up the market, by having specific support programs like contracts for differences, and thus hopefully achieving the same cost reductions for green hydrogen as we've seen it with solar PV, wind energy, batteries, and so on. So that's another quite a big challenge. And then the big question is, what do we use green hydrogen for? And here there are several institutions that have already come up with some sort of ranking. So what are no regret options, what are controversial options, and what are ways where we should certainly, or sectors where we should certainly not use green hydrogen. That's an analysis here from Agora Energiewende. Just to give you a few examples, we definitely need it for the industry sector. We need it for steel, we need it for ammonia in chemicals and agriculture. We probably need it as well for long-haul aviation and shipping, even though here still is a question, will we really be able to fly with green hydrogen, knowing the lack of density of this material, so you would need to build huge planes in order to fit all the fuel in there. So these are some of the no regret options, and we probably have to focus on these sectors first, knowing that we need quite a lot of additional renewable energy capacity. And then there will be this cost competition, the competition between direct electrification, biomass, and green hydrogen solution. And we will have to observe the development of prices for these different options. Maybe green hydrogen prices will fall rapidly. Maybe batteries plus renewable energies will become a lot more cheaper, and therefore they will also become a solution for trucks and buses and short-term aviation, for instance. So this is still an open question, but there's already quite clear consensus now that it probably doesn't make sense to use green hydrogen for cars. It probably also doesn't make much sense to use green hydrogen for low temperature heat, like heating your houses, even though this is still promoted in some countries, like in the United Kingdom. And so we have to kind of work on this graph in the next couple of years and see, okay, which sectors do we take into the no regret options, which sectors do we move into the don't do section, and then hopefully a clearer picture will evolve in which sectors we will actually use green hydrogen in the future. So let's use it first of all for the hard to abate sectors and already decarbonizing the existing hydrogen will be quite a challenge. Future demand, we already saw this in terms of Germany. There's also a number of other scenarios which look into long-term demand for green hydrogen, coming up with figures saying that green hydrogen will be around 12 to 22% of final energy demand in 2050. So quite a high number, because for really decarbonizing the entire energy system, hydrogen demand will substantially increase. So there's certainly a market. We will certainly have to scale up green hydrogen, or hydrogen will scale up by factors 3, 4, 5, 6, or even more. So there is growth, but maybe it's not the growth that many policymakers argue there will be, that we use green hydrogen for almost everything, so including cars, including heating houses, and so on.
So that was my 50 cents to the topic. I'm actually not the hydrogen expert, but Ali Habib is our hydrogen expert, and he's been working on this topic in much more detail. And I'm also looking forward to hearing about this study very soon. Thank you very much. Thank you, ông David, về bài trình bày vừa rồi. Ông David có đề cập đến một cái nghiên cứu của GIZ về chi phí cũng như là tiềm năng xuất khẩu của hydrogen. Thì cái phần chính sẽ do anh Ali Habib trình bày. Mà trước khi chuyển sang bài trình bày đấy thì tôi muốn trân trọng kính mời ông Trần Minh Quang, là đại diện của tập đoàn Thyssen Group, doanh nghiệp Đức và có năng lực rất là cao về ngành công nghiệp điện phân. Và chúng ta cũng hy vọng qua bài phát biểu của ông, chúng ta sẽ thấy được cái xu hướng công nghệ, xu hướng phát triển của ngành công nghiệp này trên quy mô toàn cầu. Xin mời ông Quang. Xin kính chào quý vị đại biểu. Tôi hôm nay rất là hân hạnh được thay mặt Thyssen Group để giới thiệu sơ qua về tập đoàn Thyssen Group cũng như là một số cái công nghệ mà chúng tôi giới thiệu cho thị trường Việt Nam. Công nghệ mà chúng tôi nói tới ở đây thì hôm nay sẽ xin trình bày là về công nghệ điện phân cũng như là cái công nghệ sản xuất amoniac xanh của tập đoàn. Trước hết thì tôi xin giới thiệu tập đoàn Thyssen Group. Thì chúng tôi là một tập đoàn toàn cầu có quy mô doanh số một năm là 30 tỷ euro với hơn 100.000 nhân viên trên thế giới và có mặt ở 56 quốc gia. Tập đoàn Thyssen Group thì kinh doanh đa ngành đa nghề và có 5 mảng chính, đó là mảng dịch vụ cung ứng vật liệu, thì cái này chúng tôi cũng cung ứng cho các cái nhà sản xuất ô tô và các cái hãng máy bay như Airbus hoặc Boeing. Ngoài ra thì chúng tôi cung cấp các linh kiện cơ khí cho ngành cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, thì phần lớn các cái vòng bi của quạt gió là cũng do Thyssen Group cung cấp. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cung cấp công nghệ cho ngành xe hơi. Về thép thì chúng tôi là nhà sản xuất thép lớn nhất châu Âu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có là cung cấp các hệ thống tàu ngầm. Cái này thì cũng có lịch sử khá lâu đời. Ngoài ra thì Thyssen Group còn có các tập hợp các công ty con khác. Ở Việt Nam thì khá nổi tiếng với thương hiệu UD là cho hóa chất và Bluesuit là cho mảng công nghệ xi măng. Về thương hiệu hóa chất UD thì chúng tôi là công ty duy nhất trong Thyssen Group là cung cấp các cái giải pháp công nghệ cũng như là thiết kế xây dựng nhà máy hóa chất, được thành lập cách đây hơn 100 năm. Năm ngoái thì chúng tôi cũng vừa tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập công ty. Nhà máy ammoniac đầu tiên trên thế giới cũng là do Thyssen Group xây dựng. Về lĩnh vực kinh doanh thì chúng tôi cung cấp các cái giải pháp công nghệ liên quan đến ngành năng lượng, phân bón cũng như là hóa dầu và ngành công nghiệp thép. Phần điện phân thì chúng tôi có cái công ty tên là Thyssen Group Nucera, là một cái mảng trước đây thì thuộc UD. Bây giờ thì chúng tôi tách riêng ra thành một công ty riêng để tập trung vào phát triển cái công nghệ điện phân. Trong cái cùng với cái xu hướng chuyển dịch năng lượng thì Thyssen Group cũng có hai cái sứ mệnh cam kết, đó là chuyển đổi cái nhà máy sản xuất thép của ở Đức sử dụng hydro xanh để thay thế than đá. Cái chúng tôi cam kết là đến 2030 sẽ giảm thải khoảng 30% cái lượng CO2 phát thải từ nhà máy sản xuất thép. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ
đẩy mạnh việc đầu tư cũng như là phát triển các dòng sản phẩm liên quan đến hóa chất xanh. Trên cơ sở là chúng tôi có cái năng suất năng lực cung cấp thiết bị điện phân lên đến 1 gigawatt một năm. Và hiện nay thì chúng tôi đã lắp đặt trên toàn bộ trên thế giới toàn bộ là khoảng 10 gigawatt. Cái động lực để phát triển cái ngành cái nền kinh tế hydro xanh đó là cái quy mô hiện nay đối thế giới thì theo số liệu 2018 thì là khoảng 75 triệu tấn hydro xám được sản xuất. Quy đổi ra hydro xanh thì tương ứng với mức công suất khoảng 800 gigawatt. Để mà có cạnh tranh được với cái nhu cầu cái công suất của hydro xám thì chúng ta thấy rằng là cái công suất sản xuất hydro xanh phải đạt đến mức độ gigawatt. Theo cái ngoài ra thì về mặt chi phí của thiết bị điện phân thì trước đây chúng tôi có cung cấp các thiết bị điện phân công suất thấp từ 2 đến 5 megawatt. Nhưng mà theo đánh giá của chúng tôi thì hiện với cái nhu cầu rất lớn cho việc chuyển đổi sang hydro xanh thì cái việc mà tăng cái công suất của thiết bị điện phân lên là rất cần thiết, và việc gia tăng cái công suất của thiết bị điện phân sẽ giúp từ 2 megawatt mà lên đến 20 megawatt sẽ giúp giảm thiểu cái chi phí sản xuất lên đến 50%. Và từ 20 đến 100 megawatt sẽ giảm được 30%. Từ 100 đến 1000 megawatt thì sẽ giảm còn 10%. Hiện nay thì với quy mô thị trường thì chúng tôi tập trung chỉ sản xuất module là 20 megawatt. Các module công suất thấp thì chúng tôi không còn sản xuất nữa. Tận dụng tối đa cái nguồn năng lượng tái tạo thì công nghệ điện phân sẽ là một trong những giải pháp rất là quan trọng, giúp là tích hợp các cái nguồn năng lượng tái tạo cũng như là tăng cái khả năng cái vận chuyển cũng như là lưu trữ của cái nguồn năng lượng tái tạo và kết nối với các cái ngành công nghiệp khác. Bao gồm là hóa chất và khí đốt, để mà thúc đẩy được cái việc phát triển cái ngành công nghiệp hydro xanh thì chúng ta cần những cái khung pháp lý cũng như là giảm thiểu cái giá điện năng lượng tái tạo, tại vì là giá điện năng lượng tái tạo hiện nay cũng sẽ chiếm khoảng từ 70-80% cái chi phí sản xuất của hydro xanh. Đây là sơ đồ thể hiện rõ cái vai trò của công nghệ điện phân trong việc chuyển hiện thực hóa cái chuỗi giá trị xanh bền vững. Chúng ta có nhà máy cái này không lên được cái point. Thôi chắc không cần. Chúng ta có nhà máy sản xuất hydro xanh thì nhà máy sẽ giúp có thể nhà máy điện phân, đây là nhà máy điện phân thì nhà máy điện phân đó có thể chuyển đổi toàn các cái loại năng lượng tích tái tạo sang chuyển sang hydro xanh, và chúng ta có thể cung cấp cho nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép và các cái cho cung cấp nhiên liệu cho ngành vận tải. Ngoài ra thì chúng ta có thể đối với các cái nhà máy mà phát thải CO2 lớn như ở Việt Nam thì là các nhà máy thép hoặc là nhà máy xi măng thì chúng ta có thể là thu hồi cái CO2 và kết hợp với hydro xanh sản xuất từ nhà máy điện phân để tạo nên là khí thiên nhiên tự nhiên hoặc là các cái chất đốt khác như là methanol. Ngoài ra thì chúng ta có thể là kết hợp với có thể là lấy nitơ từ không khí để sản xuất amonắc xanh phục vụ cho ngành phân bón. Đây là một cái thông số
của thiết bị của một cái module 20 MW của chúng tôi. Một module như thế thì sẽ tạo ra khoảng 40.000 mét khối hydro một giờ. Độ tinh khiết thì đạt 99,9%, có thể cao hơn tùy vào nhu cầu. Một cụm module thì sẽ module thì một module 20 MW điện phân thì có thể hoạt động ở mức dày công suất từ 10 đến 100%. Cho nên là hoàn toàn đáp ứng với cái sự biến động đầu vào của điện tái tạo. Một cụm module thì sẽ bao gồm là chắc là tôi sẽ đi sang cái slide kia thì nhìn rõ hơn. Một cụm module thì sẽ bao gồm là một máy biến áp, một cụm chỉnh lưu và có bốn cái bộ khung giá đỡ, có từ 300 đến 400 cái tấm điện phân được tích hợp trong đó. Ngoài ra thì có thêm cái phần khu vực xử lý khí hydro và khí oxy sau khi sản sinh từ quá trình điện phân. Đây là một cái mô hình nhà máy 120 MW thì chúng tôi sẽ có khoảng 6 module xếp liền nhau và 2 module sẽ sử dụng cùng chung một cái máy biến áp. Từ năm 2018 đến nay thì chúng tôi đã có tham gia, cũng đã ký kết được 6 dự án tiêu biểu. Và nổi bật nhất là cái dự án được sự hỗ trợ của chính phủ Đức là Carbon to Chem. Thì cái này chúng tôi đã xây dựng một cái nhà máy sản xuất methanol xanh và ammoniac xanh trong cái tổ hợp sản xuất thép của chúng tôi ở thành phố Duisburg, Đức. Nhà máy này thì quy mô công suất cũng nhỏ thôi, cũng khoảng tầm 20 MW, nhưng mà có đầy đủ hết, như là một cái nhà máy thật với quy mô nhỏ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ký hợp đồng cung cấp cho thị trường Ả Rập Saudi trong cái dự án NEOM là 2 GW điện phân. Với Shell thì dự án ở Rotterdam thì chúng tôi cũng cung cấp khoảng 200 MW. Ngoài ra thì cũng có một số cái hợp đồng ký kết với các cái hãng lớn như là Air Products và Unigen. Do là hydro thì là một cái phân tử rất là nhỏ và rất nhẹ và rất là khó lưu trữ, thì một trong những giải pháp lưu trữ hydro hiện nay là dựa trên cái thế mạnh chúng tôi đã có lâu năm trên thị trường, chúng tôi cung cấp cái giải pháp là sử dụng công nghệ ammoniac. Chúng tôi thì là nhà sở hữu bản quyền cũng như là thiết kế xây dựng toàn bộ nhà máy. Hiện nay cái giải công suất mà chúng tôi có thể cung cấp được cho một nhà máy ammoniac xanh là từ 50 cho đến 5.000 tấn một ngày. Một trong những số các cái dự án lớn gần đây chúng tôi làm là dự án ở Ả Rập Saudi, thì chúng tôi cung cấp nhà máy công suất là 3.300 tấn ở Maden. Ở châu Á Thái Bình, ở Đông Nam Á thì chúng tôi cũng vừa hoàn thành nhà máy ở Brunei với công suất là 2.200 tấn. Gần đây nhất thì chúng tôi, 1-2 tháng trước thì chúng tôi đã ký khoảng 3 cái hợp đồng cung cấp cái ammoniac xanh lam cho thị trường Ả Rập và thị trường Mỹ. Hiện nay cái công suất, cái năng suất sản xuất của ammoniac trên thế giới khoảng 180 triệu tấn một năm, với cái mức tăng trưởng là từ 1 đến 2%. Cái nhà máy ammoniac này thì dựa vào cái nhiên liệu đầu vào là nhiên liệu hóa thạch và phát thải tạo ra khoảng dưới 2% cái lượng CO2 phát thải.
Theo dự đoán của chúng tôi thì đến năm 2050 thì cái công suất toàn thế giới cho amoniac xanh nó sẽ đạt khoảng 400 triệu tấn một năm, với mức độ gia tăng về công suất khoảng 8 triệu tấn một năm. Và cái amoniac xanh thì sẽ hoàn toàn là không có phát thải CO2. Với cái kinh nghiệm hiện nay cho xây dựng nhà máy amoniac là chúng tôi đã xây khoảng 130 nhà máy trên thế giới, công suất từ 600 đến 3.300. Cái này thì cũng thiết kế theo dạng may đo, tức là sẽ thiết kế hoàn toàn phù hợp với yêu cầu khách hàng. Cộng với cái kinh nghiệm cung cấp thiết bị điện phân cho khoảng 600 nhà máy trên thế giới thì chúng tôi đưa ra một cái giải pháp chọn gói cho cung cấp cái sản phẩm amoniac xanh cho giải công suất từ 50 đến 5.000 tấn một ngày. Công suất cho về cái năng lực sản xuất thiết bị điện phân thì chúng tôi sẽ tăng lên từ 1 gigawatt lên đến 5 gigawatt. Công suất tiêu thụ điện trên một tấn sản phẩm amoniac là từ 9 đến 10 mê. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thể giúp chuyển đổi các nhà máy amoniac xám sang amoniac xanh bằng việc là chuyển đổi sử dụng cái công nghệ điện phân. Đây là một số cái module dành cho cái nhà máy amoniac xanh tiêu biểu. Giải công suất thấp nhất thì chúng tôi có là 50 tấn một ngày với sử dụng là một module điện phân 20 MW và giải sử dụng cái quy mô điện phân lớn là 120 MW thì chúng tôi sẽ có cái công suất của amoniac xanh là khoảng 300 tấn ngày. Cái mức độ tiêu thụ điện năng thì nó cũng sẽ dao động như đã nói ở trên là từ 9 đến 10 MW trên giờ trên một tấn sản phẩm. Đây là cái tổ hợp nhà máy sản xuất thép của chúng tôi ở thành phố Duisburg. Ở đây thì chúng tôi có cái nhà máy chạy mẫu như đã nói ở trên là khoảng 2 MW thì sản xuất methanol và amoniac xanh. Đối với các cái dự án thì chúng mới thì chúng tôi cũng mới và cũng như là các cái dự án cải tạo, nếu để trước khi mà đưa ra quyết định đầu tư thì chúng tôi cũng khuyến nghị là thực hiện cái đánh giá khả thi, thì chúng tôi cũng có cái dịch vụ là RAM Study. Thì tại đây với cái dịch vụ này, trong dịch vụ này thì chúng tôi sẽ cung cấp xây dựng các cái mô hình tính toán dựa vào thông số nguồn năng lượng tái tạo đầu vào cũng như là các cái nguồn khí thải đầu vào, thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp lựa chọn công suất công nghệ phù hợp. Và tôi giới thiệu ngắn gọn về tập đoàn cũng như là một số cái công nghệ hiện nay mà chúng tôi có thế mạnh, và cái khẩu hiệu của chúng tôi đó là cùng chung tay thiết kế tương lai. Thì cái này khi chúng ta cùng với cái công nghệ chúng tôi sẵn có thì chúng tôi sẽ là cùng với các bạn phát triển tạo nên những cái sản phẩm mà nó thị trường cần trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn. Rất cảm ơn anh Quang đến từ Thyssen Group. Cũng xin lưu ý với quý vị đại biểu là nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến các bài trình bày của các chuyên gia thì các quý vị đặt trực tiếp, vì anh Quang trong buổi chiều nay anh ấy lại có chuyến đi công tác ở trong Hồ Chí Minh sớm, cho nên là quý vị có câu hỏi ngay thì anh Quang anh sẽ có thể trả lời ngay được. Tiếp theo thì tôi xin mời ông Ali Habib, chuyên gia quốc tế đến từ Ai Cập,
thành viên của nhóm tư vấn đã thực hiện cái nghiên cứu cùng với GIZ, cùng với công ty tư vấn Điện 1 để nghiên cứu ra cái chi phí sản xuất của Green Hydrogen tại Việt Nam, cũng như cái cơ hội, cái khả năng mà so sánh với các cái quốc gia trong khu vực và trên thế giới để có khả năng xuất khẩu hydrogen trên thị trường quốc tế. Và xin mời ông Ali. Good afternoon, everyone. My name is Ali Habib. I'm here to present the result of this study. This study is funded by GIZ, and I cannot claim as a credit for this study because I have a beautiful team with me. The team leader is Dr. David, and I have two other members, which are Dr. Toby and Dr. Teo. Together, we cooperated to produce this study, so I cannot take the credit alone. So, our agenda here, we will cover five parts. First one is science thesis of the study. Our methodology, how we did our investigation and how we got these results. Then our key findings, then our conclusion and recommendation for Vietnam. Okay, first thing, the core focus of this study is to assess the competitiveness of Vietnam to export green hydrogen or green ammonia. And we investigated the export potential for three countries, mainly Germany, which is in Europe, South Korea, Japan. We did, along with the other, we did investigate other countries, but during our investigation, we found it's good or it's better to focus on these three countries only. So to assess or to achieve our goal, we had three sub-goals. First goal is to know the levelized cost of hydrogen. What is the production cost of hydrogen, of green hydrogen and green ammonia in Germany? That's our first sub-goal. Second sub-goal is to estimate shipment cost, because I will produce green hydrogen, green ammonia, and I want to export it. So to export it, I need to transport it. To transport it, most probably, I will use maritime or shipment, so I need to know what is the cost of shipping to Germany, to Japan, to South Korea. Then we conducted qualitative and quantitative analysis to evaluate potential export for green hydrogen ammonia from Vietnam to importing countries. It's a total delivery cost, which is production cost and shipping cost. So to wrap up the first part, which is sciences of study, we can divide the goal in two things, which is green hydrogen production and green hydrogen transportation. And of course, we will, in the next section, we will talk about our assumption, main assumption, not all assumption. So for our methodology, we have three things: scope of the study, or the boundary. I would say it's the boundary of the study. Geospatial analysis, estimation of green hydrogen potential export based on the outcome of the first two things. Okay, what is the boundaries of our study? First, we had several scenarios. We had scenario which we will use dedicated renewable energy stand alone, which is, in one scenario, it's solar only, and this solar electricity will feed to electrolyzer, and both of plants are in the same proximity, it's near each other, no wheeling, in other words. And we did standalone wind power onshore. And we did other scenarios with using wheeling scheme. Renewable energy power plants will be far away from electrolyzer or from green hydrogen plants, production plants. And we will use the grid and to transport electricity. And our scenario was based on each technology alone. And we did hybrid scenario, which we will use both wind energy and solar energy. In our investigation, we did investigate offshore wind power plant. But at the later stage, we excluded it. Why? Because we discovered it will increase the cost of green hydrogen.
Producing green hydrogen, the most influence component is electricity prices. So we want to decrease electricity prices as much as we can. So we excluded offshore because it will raise the average cost of electricity supplied to the plant. Also, we assume we will use PEM technology, polymer electrolyte membrane. Why we use this? By the way, the most to use technology or popular technology is PEM or alkaline. Alkaline is cheaper than PEM, but why we chose PEM? For two things. PEM has better characteristics when dealing with variable renewable technology. It has better characteristics than alkaline. Yes, there are some researches to enhance alkaline characteristics, but the other parameter we use PEM, it's load factor. You can load PEM electrolyzer from 10% to 160%. So you can overload it sometimes. You can't do this with alkaline. So by doing this, you will have higher capacity factor. Having higher capacity factor will reduce the production cost of green hydrogen and ammonia. And our timeline for the study is from 2022 to 2050. We estimated how the cost of every 10 years. And for geospatial analysis, of course, when you use green hydrogen, need renewable electricity, or yes, renewable electricity. And renewable electricity is not produced the same in each location. So each location will produce different amounts. So we use data from a global solar atlas. That's to get data for solar. We use data from global wind atlas for University of Denmark to get wind data. And we did geospatial analysis and to see which part in Vietnam will produce how much amount of green hydrogen in each part. And we will see in key findings this this map for solar and wind. Okay, for the last part of our methodology, which has several subcategories, first thing we did, as I said, several simulations, several scenarios to find levelized cost of hydrogen. Then we selected the least cost because that we want to build on this, because if you have lower cost, you can compete with other green hydrogen producer. Then we found potential green hydrogen potential estimation, how much you can produce. Then we calculated the cost of ammonia because we assumed you will ship green hydrogen as ammonia. We investigated other options. I will talk about this later, but mainly our preferred option for export is used ammonia. And that what we investigated, the first hydrogen carrier we estimated it is liquid hydrogen. So as you can see in this process, first we produce already hydrogen and we will liquefy it. Liquefying hydrogen require considerable amount of electricity. Hydrogen is liquefied nearly at negative 253 degree, which is very low. So it need considerable amount of electricity. Then we will store it, of course, at export terminal. We use special ships to carry it. Then it will reach its destination and be used. Other option is ammonia. Converting hydrogen to ammonia, we estimated we will use Haber-Bosch process. Then we will ship it as ammonia, which is established industry. A lot of ships currently carrying ammonia, transport it all over the world. Then at the destination, it will be cracked to separate hydrogen from ammonia again and use hydrogen as it is. Last option with which is liquid organic hydrogen carrier, which is one of the promising coming technology. We will use some sort of material. This material will combine with hydrogen, and hydrogen will be completely safe, as if you are transporting diesel or something. Then it's called hydrogenation process. That at the destination, we will split both of them individually. So we'll have hydrogen, and we'll have liquid organic hydrogen carrier alone, which is dehydrogenation process. We investigated these three options. So
this part will cover our key finding. Yes, Vietnam has some advantage, but also it has some challenges, and we will cover both. So we'll cover this flow, advantage, challenges, production cost, shipping cost, and delivery cost, which is the summation of production cost and shipping cost. Okay, what is advantage of Vietnam for to produce green hydrogen? First one is a stable and forward-looking energy policy framework. You have the basis to establish a very good policies for hydrogen, to produce hydrogen. Vietnam has the basis to build on it, and that is very important. You don't have to build everything from scratch, no. And also you have large and diverse renewable energy industry. Today, in the morning, we talked about Vietnam case and how Vietnam scaled renewable energy very fast and make an amazing case. Proximity to major imports, and we mean Asia Pacific, in particular Japan and Korea, and this is a big advantage, by the way. And strong renewable energy resource potential, and we saw this in the morning, and low political risk. But that's advantage. We have other challenges. First, green hydrogen, we said it needs renewable energy. But this renewable energy, there is some principle called principle of additionality, which means you cannot use your already installed renewable energy. No, you need to build dedicated renewable plants for green hydrogen. You cannot use already built renewable plants. And this needs considerable amount of lands. And Vietnam has limited availability compared to other countries like Australia, which has vast amount of lands, and Chile and Morocco. Slightly lower resources quality than other potential competitor. However, this can be compensated by good planning and new technology. You can compensate this to some extent. Greater geographic distance to some potential countries that need to import hydrogen, for example, Europe. So yes, you have advantage, you are near Japan and South Korea, but you are far from other important markets like Europe. And last point, which is very critical, and we will talk about it more in detail later, higher cost of capital. If you compare higher cost of capital of Vietnam compared to other countries like Australia and Chile, you have higher cost of capital, and this impacts the final production cost of hydrogen. And here we can see that's our results of Vietnam compared to other countries, your competitor. We found that around this year, your cost of production range between 475 to 5 euros per kilogram. And this is around half a euro higher than Australia, around 1 euro higher than South Africa and Morocco, around 1.5 euro higher than Chile. That's in the current time. However, as we advance in time, this variation like get narrower, get smaller and smaller. So we can find that at 2050, we will produce expected production cost 1.25 to 1.5, which is around 0.25 quarter of euro higher than Australia. It will be, it's the same case, for the case of South Africa and yeah, Morocco and Iceland. So to put it in another way, you are slightly, production costs are slightly higher than your competitor. But this difference is going to get smaller and smaller as we proceed the time. This due to the expected decrease in cost of electrolyzer, expected increase in renewable technology, and expected increase in efficiency of renewable technology. And that's what we found at geospatial analysis. Okay, on the right-hand side, it's for the solar, and left-hand side is for the wind. As you can see, production cost
is different in each part for green hydrogen in each part of Vietnam. You can see here at north, it's higher than at south because here you have much better solar resources than the north. And you can see here at this red area, we are estimating you can produce hydrogen between 3.35 to, but it's competitive. And the much you go up, the much the cost. And for wind, it's more or less the same price production cost all over Vietnam, which is around 3.5, I think. Then we finished the part of production cost. We will now talk about shipping cost. The key parameter here for shipment is the energy cost for liquefaction, then transported as a liquid hydrogen, conversion of hydrogen to ammonia, then reconversion back to hydrogen, and the process of hydrogenation or dehydrogenation of liquefied. So the key parameters we calculated, cost for converting a pure hydrogen to liquid, to liquid hydrogen, ammonia and LOHC, cost of storing, because after production you need to store it, then to ship it, used to ship. So storage cost is important to be calculated. Transportation cost, which is using ships for transportation. Boil off gas cost, because when you store green hydrogen as liquid, it evaporates. It's liquid, but it evaporates. It need to be cooled. So there is some losses. However, in the recent time, we have two solutions for this. The first solution is to use this boil off gas as a fuel, and it can be used as boil off gas. It happens in two carriers, in liquid hydrogen and ammonia. And we can use both of them to fuel the ship that carry the hydrogen carrier, or on board there is re-liquefaction system which takes a boil of gas and re-liquefy, cool it and re-liquefy it and inject it again in the ship. So no losses. And the last thing is cost of reconverting ammonia and liquid organic hydrogen carrier back to hydrogen. So that's the cost of shipping to Europe, to South Korea and Japan. And that's for ammonia, which scored the lowest cost at all. And we can see here for Europe, the cost of shipping is 2.98 euro. And for South Korea, it's 2.12, and for Japan, 2.67. That's the shipping cost. That's for the gray is for 2023, and blue one is for 2050. So, as we said, ammonia is the most feasible option, and this cost is getting lower if I will use ammonia as it is, because I will cancel one process which is converting ammonia to hydrogen. And ammonia currently has a lot of attention to be used as it is. Of course, ammonia has a lot of application, especially in fertilizer, and I believe here in Vietnam you produce fertilizer. You have several plants to produce fertilizer using ammonia. But ammonia also can be used as a fuel. Currently, as we talked in the morning, there is a plans or studies are going to be done to use ammonia for co-firing in coal power plants. And I believe also in Japan, they have already plants working on ammonia as a fuel. So using ammonia as it is, discarding one process which is reconverting ammonia to hydrogen, will decrease shipping cost and consequently will decrease the total cost. And here for transportation, another key findings that Vietnam is very far away from Europe. So according to our study, it's not feasible or it's not competitive to export to Europe because it's very far away. It will add significant cost to hydrogen to be exported to Europe. And as we can see, transportation cost will add between $2 to $3 per kilogram for each one.
And that's the cost, delivery cost, which is the total cost, production cost and shipping cost to Germany. As we can see here, that will be the production cost, the current production cost at 2030 in Germany, which around a little bit above 3, and we export it. This blue area is for production, gray area for transport. It will be more or less above 6, which is not competitive at all. However, if we want to export to Japan, we can find you can be competitive. Currently, Japan, not currently, 2030, Japan will produce a little bit higher than 4, and you can supply it with a very low margin, higher margin than 4. And it will be more feasible than other countries like Morocco, South Africa, Chile, and Australia. You can compete in this. You are feasible. It's the same case for South Korea. You can supply South Korea with attractive with production cost that is attractive for South Korea. And that's key finding. And currently, we'll talk about our conclusions and recommendation. Oops. Okay, first, we saw that Vietnam is well positioned. Vietnam has an opportunity to export to Japan and South Korea and Asia-Pacific region. However, Vietnam need bilateral partnership. Currently, this bilateral partnership will accelerate production, will act as a catalyst for hydrogen production. Especially, you have a lot of competitor. And also, bilateral partnership will decrease the risk. I want to say that in our case, we used what we call concessional financing. We assume that Vietnam will get concessional financing, which was a very attractive rate to finance renewable energy plants and hydrogen projects. And this will get you advantage. So by doing bilateral contracts and bilateral partnership, you will decrease the risk, and it will be easier for you to get this this interest rate. And speaking about interest rates, currently, we concluded this study at Marsh, I think. And following up this study, after the Ukrainian-Russian war, we found a spike in interest rates. This spike can knock off the opportunity for Vietnam, because if you financed green hydrogen project with very high interest rate, you will not be competitive. You will be out of the market. So this is very important, because even Vietnam raised, State of Bank of Vietnam raised increased interest rate by 100 points in September this year, and there is further increase. We need to, as we said, raising this interest rate can have determinal effects on green hydrogen projects. So that's why we need bilateral partnership. It will help you to avoid risk, to mitigate risks, and you will be able to get lower interest rates. Another conclusion, that given that shipment cost has a big impact on the total delivery cost, the current trend is to construct hub, trading hub. So this hub will trade in the same area. And we see it can be trading hub in Asia-Pacific region. We are now seeing in Europe and in Middle East trading hub. So you will trade in the proximity of this trading hub. So the shipment cost will not have a very significant impact on the total cost. And this is the last part of our of the presentation of the study, which is recommendation. We have two recommendations. One is recommended for supply of hydrogen, and another one is for demand. For supply, we need to establish long-term targets for hydrogen. It's very important to establish long-term. Why? Commitment of the country. The country is committed to this technology. The country is committed to invest and to accelerate this technology.
seek out strategic partnership with major importing countries like Japan and Germany for production of green hydrogen. We talked about this. We said it mitigates risk and it will accelerate hydrogen technology. And the next two recommendation is about financial incentive. First, we need favorable tax, favorable fiscal rules to make green hydrogen projects more attractive. Then we need to explore production of feed-in tariff for green hydrogen production and feed of this green hydrogen or blending it in a gas network. Then we need to develop monitoring and certification products. You want to export green hydrogen. So this green hydrogen must be certified. How the buyer will know it's green hydrogen. So you need to develop this system to certify first this is green hydrogen produced from renewable energy. This renewable energy is fulfilling, for example, principle of additionality. Then the last one is for supply, establish a designated industrial cluster for hydrogen production and research. You need to start with bulk scale, construct a research unit or research facility to help you to take off this technology. And last recommendation is about demand. And here in Vietnam, you need green hydrogen. You have refineries, you have ammonia, you have steel industry, and all of these three need consume hydrogen. And I believe Vietnam has net zero goal by 2050. So you need to have some policies for demand to encourage local demand. First, introduce a standard for injection of green hydrogen into natural gas infrastructure. That's the first step. Provide fiscal incentive for industries to shift to use green hydrogen. Introduce policy to encourage green hydrogen use in key sectors such as ammonia. Adapting carbon pricing, which is we talked about morning with Dr. Nam. You need carbon pricing. This carbon pricing will make hydrogen more feasible. Will decrease the gap between using gray hydrogen and green hydrogen. Then commission more detailed study to examine practical implementation of green hydrogen production in Vietnam. You need to do another step, more detailed deep dive to study green hydrogen production in Vietnam. And by this, I conclude my presentation, and I'm very happy to receive any question from your side. Xin chân thành cảm ơn ông Ali Habib về bài trình bày rất thú vị. Tiếp theo thì tôi cũng rất đến cái phần Q&A, cũng rất là mong các đại biểu ở đây có những câu hỏi cho các diễn giả, không chỉ cho anh Ali mà cho cả các diễn giả khác nữa. Xin mời các đại biểu. Vâng, xin mời anh Tuyên. Xin chào anh Ali, tôi là Tuyên đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì cảm ơn anh có bài trình bày rất là hay, làm cho tôi có cái nhìn tổng quan chung về cái sự phát triển hydrogen tại Việt Nam cũng như là quy chiếu sang cái tình hình quốc tế. Khi mà chúng ta tính toán cái mô hình thì tôi hoàn toàn đồng ý cách thức anh triển khai cái mô hình đó, và cái đầu vào, dữ liệu đầu vào nó sẽ quyết định ra cái giá thành hydro được sản xuất tại Việt Nam, và anh có những kết luận là nó rẻ hơn một số nước và nó cao hơn một số nước. Tuy nhiên tôi không rõ cái cách thức anh đưa vào dữ liệu, chẳng hạn như là anh xây dựng cái ALAT rồi diện tích bản đồ thì anh có tham chiếu thêm những cái nhà máy đã sản xuất tại Việt Nam, cái diện tích đất để có thể sử dụng cho các nhà máy mà chuyên sản xuất hydrogen. Từ đó chúng ta mới thấy ra cái sản lượng chúng ta sản xuất được nó có phù hợp với cả cái giá thành chúng ta xây dựng hay không. Cho nên quan điểm của tôi, cái giá thành ý, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố đầu vào, dẫn đến là khi chúng ta có kết luận nó cao hơn hay thấp hơn. Thì tôi nói ví dụ thế này, cái sản phẩm electrolyzer của chúng ta hầu hết là phải nhập khẩu từ nước ngoài, thì với cái giá thành như vậy chắc chắn là nó sẽ cao hơn. Nó liên quan đến cả cái quy trình chúng ta phải đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cả những cái vấn đề nghiên cứu khoa học để làm chủ khoa công nghệ tại Việt Nam.
thì hiện nay hầu hết các tư vấn quốc tế tôi nhận định là chưa có những cái nhận định rõ ràng về việc là hỗ trợ cái ngành công nghiệp của Việt Nam phát triển để nội địa hóa những sản phẩm như vậy, thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến cái giá thành chung của sản xuất hydrogen. Ngoài ra thì tôi nghĩ là mặc dù Việt Nam có thể cao hơn, nhưng mà sau đó anh cũng có nhận định nó sẽ giảm, nhưng mà đồng thời ở các nước khác thì họ cũng sẽ giảm theo, thì Việt Nam sẽ gặp những vấn đề trở ngại gì để cạnh tranh với các nước. Ngoài ra thì tôi nghĩ trong báo cáo này nên có cái định lượng cái sản phẩm, cái số lượng hydrogen đang nhu cầu nội địa tại Việt Nam, từ đó anh có cái định lượng là trong vòng từ nay đến 2050 thì nó phát triển như nào. Cái này thực sự nó liên quan đến xây dựng một xã hội hydro mà chúng tôi có thể phát triển ngoài cái xe điện truyền thống, chúng ta phát triển cả những cái xe điện dùng hydrogen, công nghệ fuel cell thế nào vân vân, thì nên có những cái ước lượng đó để chúng tôi không chỉ là sản xuất và nhập xuất khẩu ra nước ngoài mà chúng tôi còn sản xuất và tiêu thụ trong thị trường nội địa, thì có lẽ là cái đấy là phù hợp. Ngoài ra thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý theo cái quan điểm về việc lưu trữ hydrogen để chuyển thành NH3. Tuy nhiên chúng ta thấy là sau cái cuộc chiến Ukraine và Nga thì cái nhu cầu người ta chuyển đốt đồng đốt NH3 cộng với cả natural gas, cũng như là đốt hoàn toàn bằng NH3 hoặc đốt hoàn toàn bằng hydrogen, nó đang phát triển ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới. Điển hình ở đây có rất nhiều doanh nghiệp nên phải về các động cơ đốt trong đã đến để quảng bá cái sản phẩm của họ tại Việt Nam để sản xuất những cái máy phát kiểu đó. Cái công nghệ đó ở Việt Nam có thể được áp dụng hay không, tương lai nó thế nào, và các anh nghĩ là những cái công nghệ hiện nay thì nó liquid, nó chuyển thành cái chất lỏng thì cũng ok, nhưng mà những cái cách thức mà dùng cái chất vật liệu rắn để ngậm cái NH3 thì nó có giảm được và có khả năng được áp dụng Việt Nam tốt hay không, và so với liquid thì nó như thế nào. Tôi xin chân thành cảm ơn anh. Okay, you asked several questions and it was too long. Let's start by first one. First one, you asked about challenges using electrolyzer and how you can compete with other countries, right? That's the first question. Okay, let me answer this one. Okay. When we did our analysis, unfortunately, I want to show it, but I cannot. You have several components that affects the cost of production. The most parameters that affect the final production cost, first one is electricity prices. If you have a very low electricity prices, you can compete. Second one is capacity factor. What is your capacity factor? Because you will need to be, you will need renewable energy. Renewable energy does not produce electricity all time. For example, solar, it produces at the day, but at the night it doesn't produce. Wind doesn't blow every time. So the higher the capacity factor you use, the lower the cost you will get. That's the second factor. Third factor, which is CapEx. Okay, you talked about CapEx. Okay. How many countries around the world produce electrolyzer? It's a few. It's not a lot. So I would say, in terms of electrolyzer, which is CapEx, you are in equal basis with competitor. What we said here, your competitor. Which is your competitor? Chile, it doesn't produce electrolyzer, right? Morocco, it doesn't produce or manufacture electrolyzer. And third one, South Africa, no. Egypt, no. So you are in equal foot with your competitor in terms of CapEx. So you have to work hard. First thing is to increase your capacity factor using hybrids, using solar and wind, better design, select best locations to produce renewable energy. And this will consequently affect your electricity prices. Electricity prices will go lower and you will be more competitive. That's the main things. I hope this answers your first question. What was your second question? Because I totally... 1 minute? Tôi có hỏi một cái ý nó khá rõ về cái tín hiệu đầu vào, cái input của cái mô hình của các anh ấy. Các anh có loại trừ những nhà máy điện hiện nay nó đã, cái diện tích đất đã sử dụng để xây dựng những cái nhà máy năng lượng tái tạo tại Việt Nam hay không? Bởi vì cái này nó ảnh hưởng rất nhiều cái giá thành sau này các anh tính toán cho toàn bộ hệ thống. Bởi vì tôi nghĩ là cái giá thành thì nó sẽ rất khó để có thể ước lượng. Anh có thể ước lượng một cách khái quát, nhưng để anh so sánh nó cao hơn hay thấp hơn các đơn vị khác.
thì nó liên quan rất nhiều cái vấn đề chính sách cũng như là vấn đề là có khả dụng trong việc xây dựng cái nhà máy để phát hydrogen đấy ở tại Việt Nam hay không. Okay, you were asking about our assumption relating to renewable energy plants in Vietnam. In this project, we had some aid from local consultants, which aid us with the current feed-in tariff and the current solar resources. And I said we used solar resources from Wind Atlas and Solar Atlas. And this atlas is pretty much accurate. Of course, output of your model based on your input. Maybe someone will do the study and will change. For example, we assumed capacity factor for hybrid around 34 or something. Maybe another consultant will say no. By the way, we were conservative in our assumption. So we didn't go for very high assumption. We were conservative, except in the last scenario when we assumed concessional financing, that you will get lower interest rate because it's a big dealer, make it or break it. You have to get, with your current resources, you have to get lower interest rate. So back to your question, we assumed, we did our modeling for renewable energy prices. We assumed, for example, the same fiscal laws, tax law, as it applied in Vietnam. We used the current capacity factor. We used whatever the local consultant provide us with the current, even the water prices. We used your local prices. It was provided by the local consultant. So we tried as much as we can to use the real data. And I hope that answered your question. Tôi có một cái ý nữa thế này, PV chúng ta tồn tại 20 đến 25 năm, chẳng hạn sản xuất wind cũng vậy, 20 25 năm, trong khi là electrolyzer thường nó chỉ loanh quanh khoảng 10 năm, anh phải thay cái hệ thống đó, thì cái mô hình của anh có consider cái việc nó bị giảm cái chất lượng và anh phải thay thế các sản phẩm khác, thậm chí là cái inverter cũng chỉ có 10 năm thôi. Yes, we considered replacing electrolyzer if I had the ability to show you the model, you can see after several years, because if you open manufacturer data sheet for electrolyzer, and we used actual manufacturer data sheet for this, you can see it's not by the year, it's but the working hours. So after certain working hours, deterioration rate, and with deterioration rate each year after certain operating hour, you have to replace the stack only. It's not the electrolyzer, replace the stack. We take this in account. And we assumed our deterioration rate is 0.5% per year. And by the way, that's higher than what manufacturer claim. We said we should be in the safe side. And I can show you some manufacturer data sheet. They claim that deterioration rate is much, much, much lower than actually it's 0.25 or 0.2% per year. So we assume 0.5% per year. Sorry, maybe I add something from the ThyssenKrupp. Okay. So because we are the producer of the ThyssenKrupp electrolyzer. Về cái phần thiết bị điện phân thì về mặt chi phí sản xuất thì Việt Nam đang có lợi thế, tại vì là ThyssenKrupp cũng đang tổ hợp các thiết bị điện phân ở Việt Nam. Cho nên là Việt Nam so với các nước khác đang có lợi thế về chi phí sản xuất. Cũng như là nếu các dự án ở Việt Nam thì nó cũng là tiết kiệm chi phí vận chuyển nữa. Ngoài ra thì cái thiết bị điện phân thì tuổi thọ khoảng tầm từ 7 đến 8 năm là chúng ta chỉ phải là phủ lại cái tấm điện cực thôi. Và dự án ở Việt Nam thì có một số nhà máy sử dụng thiết bị điện phân của chúng tôi là có Vedan, thì họ đã sử dụng hơn 20 năm rồi, vẫn chạy tốt, không vấn đề gì, chỉ có là 7-8 năm thì sẽ phải phủ lại cái tấm điện cực. Không biết là bên anh sản xuất cái PEM hay dùng cái... Bên mình là kiềm, công nghệ kiềm. Kiềm. Như kiểu bên đây thì anh ấy lập mô hình dựa trên hệ thống PEM, thì thực ra nó ảnh hưởng rất nhiều từ cái sự dao động của nguồn năng lượng tái tạo, nên tuổi thọ nó sẽ bị giảm rất là nhanh nếu không có một cái DC-AC converter phù hợp. Thì tôi nghĩ là cái công nghệ nó quyết định cái tuổi thọ của cái hệ thống. Một phần là công nghệ kiềm, nó hiện nay chi phí sản xuất cũng sẽ rẻ hơn của PEM.
thank you. Chắc hiệu suất nó sẽ không bằng của hiệu suất nó cũng tương đương. Thực ra công nghệ điện phân kiểm nó đã có hơn bên ThyssenKrupp thì cũng đã có hơn 50 năm kinh nghiệm và làm trên 600 cái nhà máy điện phân. Tuy nhiên là cái PEM có vẻ là phù hợp nhất với các nguồn năng lượng tái tạo. Thì không biết là anh cũng Ali không có... Thực ra là mấy cái nhà máy lớn hiện nay trên thế giới, GE2 chẳng hạn, Ả Rập Saudi họ dùng công nghệ của bên Thyssen. Thì cái đấy cũng không chính xác đâu. Bởi vì cái PEM thì cái hiệu suất của nó lên tới khoảng độ 96-98% nếu mà... Thôi nhưng mà cái đấy thì... có lẽ là sẽ có những cái thông số thảo luận trong phần khác. Cảm ơn. Okay. Speaking about efficiency, it's tricky to speak about efficiency because when you speak about efficiency of electrolyzer, you have to define your boundary. Because sometimes, sorry, but some manufacturers say our efficiency is like 70%. Okay, what is the boundary of the system? Is it electrolyzer only or including power conditioning? So any manufacturer coming to you and claim efficiency, ask him about the boundary. So you can compare on equal basis, apple to apple. Is it including power conditioning? Is it including the compressor after production? Of course, you know, PEM produce at different pressure as alkaline. One of them need compressor for hydrogen storage. So does it include compressor? Try to get the whole picture. That's for efficiency. And I enjoyed your discussion. And I'm from Egypt, one of ThyssenKrupp's biggest customer. Any other question? Yeah. Tôi xin comment một số cái ý kiến của ông về cái so sánh cái chi phí sản xuất hydrogen Việt Nam so với lại các nước. Thì tôi thấy có lẽ là như anh Quyên hỏi thì tôi thấy có một số cái thông tin mà tôi nghĩ là Việt Nam sẽ có cái cạnh tranh hơn so với số nước khác. Thứ nhất là tôi đồng ý với ông là nếu xuất khẩu hydrogen sang Nhật và Hàn Quốc chắc chắn là Việt Nam là lợi thế nhất so với châu Phi, so với lại châu Úc và so với châu Mỹ Latin. Thì đấy là đúng. Thứ hai là cái phần sản xuất điện, năng lượng tái tạo phục vụ cho green hydrogen thì ở Việt Nam tôi cho là chắc phải là số 1. Vì chúng tôi tính toán ví dụ như là đầu tư điện mặt trời. Bây giờ nếu làm theo cái giá hiện nay thì cái EPC ở Việt Nam nó chỉ được khoảng 500.000 đô một megawatt peak. Trong cái đó chúng tôi làm thử tính toán với Úc thì nó phải 1 triệu, tức là gấp đôi. Đấy, thì không hiểu ở đây ông tính các thông số như nào. Thứ hai nữa là các cái thiết bị điện phân nước mà ThyssenKrupp, anh Quang vừa nêu ấy, là tôi cho nếu sản xuất tại Việt Nam nữa thì chắc chắn nó sẽ cạnh tranh. Và Việt Nam bây giờ thành một cái hub về sản xuất thiết bị của thế giới luôn. Thế thì một loạt các cái thiết bị về điện mặt trời là đang từ Trung Quốc cũng chuyển sang sản xuất tại Việt Nam. Mà xuất khẩu đi Mỹ, xuất khẩu đi các nơi. Thì chắc chắn là chúng tôi mua ở đây giá sẽ rẻ hơn là so với cái Úc với lại các nước khác nhập về. Đấy thì ông không hiểu là ông đã tính yếu tố đó chưa? Đấy, thứ hai là cái tiềm năng điện gió và mặt trời của Việt Nam thì là perfect nhất. Mà đặc biệt là gió là số 1 Đông Nam Á luôn. Tiềm năng nếu kính cả ngoài khơi trên đất liền về hàng nghìn gigawatt. Đấy, nếu khai thác hết cả biển cả trên đất liền. Và thậm chí nếu nhập vào Lào nữa, chúng tôi cũng đã tính phương án đấy, thì còn nhiều nữa, hàng chục gigawatt nữa. Đấy, thì tôi nghĩ là chắc chắn là cái model tính toán nó có vấn đề. Không? Chưa tính hết được tất cả cái yếu tố. Thì tại sao là chúng tôi thuyết phục các nước khác để biến Việt Nam thành hydrogen hub của thế giới? Đấy, là vì chúng tôi phân tích là Việt Nam là số 1 Đông Nam Á về điện gió. Đấy là chắc chắn ở trên bản đồ các anh thấy. Về mặt trời ở miền Nam cũng là rất là tiềm năng. Đấy, thì kết hợp giữa gió mặt trời chúng tôi dự kiến là cái mô hình sẽ khoảng 70-80% là sẽ sử dụng điện mặt trời. 20-30% sử dụng điện gió. Vì điện gió là có thể dùng được cả ban đêm. Và một cái điểm nữa là trong cái này các ông đã tính chưa? Đó là phải có cái hệ thống tích điện. Thì cái hệ thống điện để phục vụ cho cái green hydrogen này nó mới hoạt động được. Thì ở Việt Nam cũng cực kỳ có lợi thế, đó là cái pump storage, cái thủy điện tích năng.
tiềm năng rất lớn và giá thành thì rẻ so với các nước khác. Thì đây cũng là một cái tiềm năng, cái tài nguyên nhưng mà chưa thấy nêu ở đây. Tất nhiên là trong tổng số 8 thì chính phủ cũng đã đưa vào là phát triển cỡ khoảng 20 gigawatt đến năm 2050. Nhưng tôi đoán là sẽ tăng gấp đôi sau số đó, gấp đôi, gấp ba nếu chúng ta đưa cả cái hydrogen vào. Đấy. Thì nó sẽ giảm cái tích điện bằng cái công nghệ khác đắt hơn như là lithium ion. Đấy. Thì tôi nghĩ là cái giá thành điện ở Việt Nam chắc chắn là sẽ rẻ hơn so với các nước khác. Thiết bị điện phân mà như anh Quang nói cũng sẽ rẻ hơn các nước khác. Thì đây là hai yếu tố chính trong cái việc sản xuất green hydrogen. Và chúng tôi cũng đang hợp tác nghiên cứu cùng với các nhà đầu tư Đức. Đúng không? Thì một cái yếu tố nữa đó là vấn đề financing, tài trợ dự án. Thì chắc chắn là nguồn vốn từ Đức và Nhật là rẻ nhất để cho các dự án. Đấy, thì tôi tính là những yếu tố đó thiên thời địa lợi nhân hòa, đấy là Việt Nam là có đầy đủ hết. Thế thì nó phải là số 1, tôi nghĩ là hoặc là số 2 gì đó, chứ còn đứng ở gần cuối này chắc là ông phải tính lại. Rồi xin hết ạ. Thank you very much for your comment, for your input. First, we reached the same conclusion as you said. You are very competitive exporting to Japan. You are very competitive exporting to South Korea. So we agree on this. First thing, it's about electrolyzer. Yes, of course, you are right. If you manufacture electrolyzer here in Vietnam, you will be more competitive. And even you can export to Europe by this. Currently, you are not. So that's one, because first, our study scope is limited. When we do a study, you have boundaries. I will do this and this. You cannot like keep expanding. This could be, your assumption could be in a following study. Yes, currently we have our baseline. With this assumption, we have this cost. How we can improve more, or how we can be more competitive? That should be the next study. Okay, let's assume that we will manufacture electrolyzer here. If we manufacture, the cost of electrolyzer, which is CapEx, will decrease by, say, 20%. This 20% will greatly affect our green production. But unfortunately, that was our boundary of our study. Yes, you have solar resource grid, wind resource. We accommodated this. We used the actual numbers of your solar resource and wind resource. But what we found and we said about the challenges in Vietnam, which is your limited space availability. Yes, you have competitive, you have very good solar resources, but land availability. Because you cannot put your solar panel everywhere in Vietnam, right? You cannot put, because sometimes your terrestrial, you have like mountains, and that will impact the cost of renewable plants. So our assumption depends on 100 megawatt electrolyzer. This is another point. If you go gigascale, this cost will go lower. But no one will go gigascale right now. Every country, even in Egypt, we signed in the COP, our first project, it's 100 megawatt, because each country currently is doing 100 megawatt, it's a pilot scale, they learn from it, then they build on it to gigascale. Yes, this number should be improved if you go gigascale. But our assumption, we used 100 megawatt, which will be your pilot project. I hope this answers your question. Any other question? There is one here. Trước khi anh đặt câu hỏi thì tôi cũng lưu ý là chúng ta đã hết thời gian thảo luận, nhưng mà chúng ta sẽ có thời gian nghỉ 15 phút và sau đó thì có cái phần giới thiệu về dự án của bên tập đoàn Thyssen Group, và cuối cùng chúng ta có một phiên thảo luận nữa, và lúc đấy tôi cũng rất mong là các đại biểu sẽ có thêm nhiều câu hỏi với các diễn giả ở đây. Vâng, xin mời anh. Vâng, anh muốn hỏi sao ạ? Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút và sau đấy chúng ta sẽ tiếp tục. Xin rất là cảm ơn phần tranh luận vừa rồi. Vâng.
Sẽ có bài trình bày về dự án sản xuất green hydrogen tại Bến Tre và Trà Vinh. Đây là một trong dự án đầu tiên mà hướng tới sản xuất hydrogen xanh và ammonia xanh tại Việt Nam. Tập đoàn Green Solution cũng đã triển khai và phát triển một số dự án thành công về điện gió và điện mặt trời. Và hôm nay hội thảo rất là hân hạnh và vinh dự khi bà Huy Ni Hình chia sẻ dự án giàu tham vọng của mình. Và xin mời bà. Yeah. Xin chào tất cả mọi người. Good afternoon, everyone. Thì rất là cảm ơn ban tổ chức là bên Cục Điện lực và GIZEC đã có một cái tạo cho tôi một cơ hội để lên hôm nay để chia sẻ với mọi người về cái dự án Green Hydrogen ở Trà Vinh, là dự án được xem là một trong những dự án tiên phong của Việt Nam. Thì thưa quý vị, nhà tỷ phú người Mỹ Rockefeller nói rằng tôi tìm thấy mọi cơ hội trong những tình huống xấu nhất. Cho nên thì đối quay lại với cái ngành năng lượng Việt Nam, khi mà trước khi The Resolution bắt đầu cái dự án Green Hydrogen của mình, thì tất cả chúng ta đều phải nằm chờ cái sự phê duyệt của V8. Và trong cái status, cái tình trạng là cái nguồn điện năng lượng nguồn điện giữa miền Bắc và miền Nam không cân bằng, not balance, là miền Bắc thì thiếu và miền Nam mình thừa điện. Và trong cái sự dư thừa điện của những cái vùng trọng điểm như là tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, rồi Trà Vinh và Cà Mau, Sóc Trăng, dẫn tới tình trạng là có những cái dự án đã commissioning và không được đấu nối hoàn toàn 100% cái công suất. Thì từ những cái ý tưởng đó thì chúng tôi thấy rằng trong cái khó khăn chúng tôi sẽ thấy được cái opportunity, thấy cơ hội. Và Việt Nam với cái tiềm năng mà có được cái tiềm năng rất là lớn về năng lượng tái tạo, cho nên tôi nghĩ rằng mình nên tận dụng cái nguồn năng lượng tái tạo này để tạo ra một sản phẩm khác tốt hơn, đó là green hydrogen. Từ cái suy nghĩ, cái idea đó mà chúng tôi bắt đầu tiến hành. Yeah, thì đầu tiên bấm tay. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu sơ qua về TGS, The Green Solution. The Green Solution thì đối với trong ngành năng lượng là một cái công ty về còn non trẻ, là thành lập năm 2016. Nhưng chúng tôi là những người dám ước mơ và không từ bỏ ước mơ của mình bằng cách tìm kiếm giải pháp. Thì đó là một trong những cái khi mà chúng tôi có thể đi tiếp tục trên con đường của mình. Thì đầu tiên đó là cái lịch sử hình thành công ty. Thì 2016 thành lập, 2017, 2018 thì chúng tôi và 2019 chúng tôi có commissioning thành công hai dự án điện mặt trời ở Văn Giáo 1 và 2 ở tỉnh Biên An Giang. Sau đó thì chúng tôi có một dự án ở điện gió Nearshore ở Sóc Trăng, và chúng tôi tiếp tục đi đến là điện gió Offshore 800 mê ở Bến Tre, hiện tại thì nằm trong quy hoạch 8. Song song thì chúng tôi cũng có những cái nghiên cứu về biomass, về waste to energy, về và sau đó là hiện nay bây giờ là green hydrogen. Cái cách thức mà chúng tôi tiếp cận với để đi tới ngày hôm nay là một trong những người tiên phong mà sản xuất hydro xanh đầu tiên, thì đó là chúng tôi tiếp cận theo mô hình 5W. Thứ nhất là W về cái hướng, thứ nhất là hướng cái về tri thức, đó là wisdom và knowledge. Chúng tôi tiếp cận về cái đó là về hydrogen, đó là green. Thì như những cái bản trình bày trước thì đó là hai hero sẽ có những cái màu như là gray, blue,
và green. Thì chúng tôi tại sao gọi là green hydrogen? Bây giờ chúng tôi bắt được cái nhu cầu và cái xu hướng của toàn cầu đó, con đường phải đi tới cái natural emission. Và khi nào W là when, là chúng tôi có một cái mục tiêu và một sự mục tiêu để phấn đấu, và chúng tôi chấp nhận challenge, chúng tôi chấp nhận thử thách để chúng tôi đi tới cái điểm đến mà sớm nhất có thể bằng cái sự nỗ lực của hết sức của mình, đó là 2025. Và cuối năm 2025 là chúng tôi có thể commissioning dự án đầu tiên ở Trà Vinh, và đầu năm 2026 ở first quarter là chúng tôi có được cái lô sản xuất đầu tiên. Next, đó là khi nói về green hydrogen thì mọi người đây có cái khái niệm và đang bàn thảo, nhưng mà cái application của green hydrogen vào cuộc sống, vào xã hội, vào thực tế của mình thì đó là cái upstream và cái downstream. Và cái downstream đó là cái green hydrogen automobile, là khi mình vận hành sử dụng liquefied hydrogen như là thay thế cho cái một cái nhiên liệu mới cho cái xăng dầu trong tương lai. Thì nếu như Việt Nam trở thành một trong những cái hub của Đông Nam Châu Á sản xuất gì hydro xanh, liquefied trở thành một cái nhiên liệu mới, thì chúng ta có thể vững tin rằng chúng ta trong tương lai chúng ta không phải lệ thuộc vào cái sự nhập khẩu xăng dầu và lệ thuộc vào cái đó nữa. Cái đó là một con đường mình đi tới để mình có thể chủ động về cái nguồn nhiên liệu. Thì đây là cũng là sơ bộ qua cái tổng thể tại sao mà cái nền tảng nào mà The Green Solution có thể tự tin để đi tới việc mà xây dựng cái dự án Hero xanh đầu tiên. Về cái nắng, gió, cái nguồn điện, là cái này thì mọi người nói rất nhiều cho nên mình cũng xin phép lướt qua. Đây là mình đang nói về những cái dự án mà trong cái quy hoạch 8 sắp sửa đã đăng ký vào, thì với cái tiềm năng khá lớn là về cái điện gió và điện mặt trời đã đăng ký, thì từ những cái nguồn điện này mà direct PPA rồi mình tự sản xuất, hoặc là mình phải tự thương thảo mua điện với nhau không lệ thuộc vào cái đấu nối hoặc là của EVN, thì đây là một cái nguồn nguyên liệu đầu vào cho cái sản xuất hydro. Thì wind power, solar power từ đây có thể trở thành một raw material, nó là trở thành một cái nguyên liệu chính, the major raw material để sản xuất ra hydro xanh. Về cái công nghệ thì cái việc đầu tiên mà để có thể dự án đi đến ngày hôm nay thì là về công nghệ, thì lúc nãy cũng có ThyssenKrupp là cái người là cái nhà cung cấp cái technology provider cho cái dự án này, là đã hai bên cũng đã đi tới con đường là ký open book estimation và đang trong bước đường January ở tháng 1 này 2023 sẽ bước vào cái thương lượng cái EPC contract và cái RAP, nhưng mà bắt đầu sau khoảng 3-4 tháng thời gian. Thì ThyssenKrupp cũng hồi nãy cũng đã nói chuyện sơ qua, thì hiện tại cái nhà máy mà của Trà Vinh là đang ứng dụng cái công nghệ Alkaline Technology, là công nghệ điện phân kiềm của ThyssenKrupp. Và với công suất của mỗi module là 20 mW, công suất của tổng nhà máy là 240 mW cộng 20 mW additional phụ trợ, thì tổng cộng sử dụng 13 module, mỗi module là 20 MW. Cái nguyên liệu đầu vào thì dự án nó sẽ có 4 phần, tại vì The Green Solution là cái người làm thực tế cho nên phân ra dự án sẽ có 4 phần. Phần đầu tiên là phần nguyên liệu đầu vào, đó là nguồn điện đầu vào. Phần thứ hai là phần công nghệ, là của cái phần nhà máy sản xuất, là cái body. Phần thứ ba là cái phần sản phẩm đầu ra, hoặc hydrogen hoặc là ammoniac, và cái lưu trữ storage. Và phần thứ tư đó là phần shipping, loading, là có 4 cái phần trong cái dự án của mình. Thì đây là cái một cái phần là cái nguyên liệu đầu vào. Vì nếu như ThyssenKrupp nói, 60% cái cost của dự án nó sẽ ảnh hưởng, nó lại thuộc vào cái giá điện. Thì hiện tại giá điện năng lượng tái tạo nếu mua trực tiếp từ EVN thì nó sẽ không có possible. Cho nên mình chỉ có hai cách để làm sao trở thành Việt Nam, trở thành một cái giá hydro xanh từ Việt Nam, nó trở thành một cạnh tranh không chỉ trong Đông Nam Châu Á mà kể cả những cái vùng nước như là Saudi Arab hoặc là Úc vân vân. Thì đó là một, phải có giá điện thật tốt. Hai là phải có công nghệ tiết giảm cái sự sử dụng điện trong sản xuất hydro. Chỉ có hai cách đó thôi.
Thì quay lại cái câu chuyện của nguyên liệu đầu vào và giá điện, thì Doreen Solution đã suy nghĩ ra, cũng như là cũng đã có một cái sự may mắn cách đây vài năm 2019 đã tiếp cận một cái công nghệ tu viên điện gió hai cánh quạt của Đức. Thì cái công nghệ tu viên hai cánh quạt này có công suất, có hiệu quả như nhau với bằng những cái tu viên ba cánh quạt. Tuy nhiên thì cái giá thành đầu tư nó sẽ giảm từ 30% tới 40%. Thì chính vì cái nếu như total investment cost cho một megawatt của một cái điện, cái điện gió thấp, thì mình sẽ ra được một cái giá điện phải chăng, reasonable price. Đó, thì từ khi mà mình có được cái giá điện phải chăng ở đó đầu vào, thì tất nhiên là mình sẽ maintain được, mình sẽ bảo vệ được, duy trì được cái giá phải chăng của Hero Sun ở cái đầu ra, ở cái output. Thì đây là một cái công nghệ mới, thì TGS cũng là cái người có license, là cái exclusive license ở Việt Nam cho cái công nghệ này. Thì sau này những dự án của TGS về điện gió, hoặc là những cái đối tác mà cung cấp điện cho TGS trong những dự án Hero sau này, thì sẽ sử dụng cái công nghệ tu bin hai cánh quạt. Cái này thì là một cái tu bin này là thực ha, có thực tế tại Husum của Germany. Nên sẽ điều khiển cái tu bin cái cánh quạt này bằng cái motor up and down, và cái thân thì phần nửa bằng xi măng, một phần nửa là thép, cho nên tiết kiệm được cái nguyên liệu, cái equipment, cái material để xây dựng cái tu bin. Và cái điều quan trọng là tiết kiệm hoàn toàn cái chi phí vận chuyển, bởi vì cái tu bin này, cái tower này có thể xây dựng tại nơi, tại chỗ, chứ không phải là phải vận chuyển như bây giờ. Cái công nghệ thứ hai là công nghệ ở cái phần đầu ra, đó là ở phần Jetless Technology, mình gọi đây là của Na Uy. Thì đây là cái công nghệ có thể ship, đóng cái mình load cái housing, hoặc là load ammoniac từ trong cái kho, từ storage, dẫn theo cái ống pipeline ra tới cái tàu biển cho cái việc mà xuất khẩu, mà mình không cần phải xây dựng cầu cảng, cái terminal. Bởi vì nếu như mà liên quan tới cái terminal mà xây dựng, thì sẽ liên quan tới cái master plan của bên Bộ Giao thông Vận tải, vân vân, thì nó sẽ kéo dài cái tình trạng và mình hoàn toàn lệ thuộc vào somehow một cái nền đó. Cho nên đây là một cái giải pháp mà The Green Solution cũng may mắn đã tìm hiểu và nghiên cứu, và hiện tại bây giờ đã ký kết hợp đồng và đang làm cái FS rồi. Những đường ống này tiếp cận và nó là linh, di chuyển được, cho nên mình đôi khi mình sẽ tiết kiệm, mình nhập một cái, mình có một cái, nhưng mình sẽ sử dụng được nhiều cái dự án khác nhau, tiếp cận bờ biển và bơm cái Hero hoặc là bơm cái Green Ammonia lên. Đây là cái mô hình, cái chuỗi giá trị của nhà máy Hero Xanh, từ cái nguyên liệu đầu vào là điện mặt trời, điện gió và công nghệ điện phân, là và mình dùng nước biển tách cái độ mặn ra, desalination, thì mình sẽ tách cái độ mặn của nước ra để thành nước ngọt và dẫn ra để sản xuất gì Hero. Thì khi sản xuất Hero, mình sẽ có một lượng tương ứng đó là oxy và oxygen. Thì bây giờ nếu mình verify thì oxy này, lượng oxy này cũng sẽ sử dụng được trong y tế, thì nó rất hữu ích cho cái ngành y tế của mình. Mình sẽ không phải thiếu cái lượng oxy nữa. Đây là cái cụ thể về dự án của Trà Vinh. Thì Trà Vinh hiện thay công suất là 260, trong đó có 20 mê phụ trợ, là sử dụng trên diện tích đất, dòng đời dự án 25 năm. Cái sản lượng đầu ra là được 30.000 tấn green hydrogen, hoặc là khoảng 195.000 tấn, hoặc là 220.000 tấn ammoniac trong một năm. Đây là vị trí của thực tế của nhà máy đã xong qua hết các thủ tục, và hiện tại thì dự án đang ở trong cái giai đoạn thẩm định FS, giai đoạn cuối của thẩm định FS. Thì đang có một cái mong đợi và cũng đang cố gắng nỗ lực để trong đến tháng sau, tháng 12 trước, nghĩa là cuối năm 2022 sẽ được phê duyệt FS, và từ cái quý 1 của 2023 sẽ lấy được cái construction permit, coi như là trong quý 1 của 2023 cái mục tiêu sẽ là dự án sẽ ready to build. Alo. Đây là dự án thực tế, thì đã tiếp cận với bờ biển của Trà Vinh và gần cái nhà máy nhiệt điện Dương Hải 1, Dương Hải 2, Dương Hải 3, gần cái trạm 500
của Trà Vinh. Đây xung quanh là có rất nhiều cái dự án điện gió. Cái dự án điện gió mà gần nhất của dự án đó là một cách khoảng 1.5 km. Thì tiếp theo thì The Green Solution có một dự án thứ hai cũng cùng công suất và tương tự ở Bến Tre. Thì cái nguồn điện đầu vào của đây là vị trí thực tế của dự án, và nguồn điện đầu vào là từ cái 800 mê điện gió mà TGS đang là chủ đầu tư. Thì ở ngay chỗ cái dự án này nó sẽ có một cái chính sách mới mà trong cái bản ráp cuối cùng của PTPA là chính phủ sẽ cho phép sản xuất điện gió, điện mặt trời unlimited capacity, là sản xuất công suất không giới hạn để sản xuất ra green ammonia, green hydrogen. Thì đây là một trong những cái điểm mà thuận lợi để sản xuất hydro, mà để scale up lên cho những cái dự án tiếp theo, để Việt Nam cũng có thể tự tin trong bước đường đi tới, mình có một cái định hướng trở thành một cái hub của Đông Nam Châu Á về green hydrogen và green ammonia. Đây là cái dự án cùng với cái dự án 800 mê thì có cái onshore 50 mê. Thì hai dự án này đều là cái nguyên liệu đầu vào cho dự án ở Bến Tre. Khoảng cách thì đây là cái timeline. Thì timeline đã trải qua một cái thời gian dài, từ cái lúc mà làm cái IE, là bên cái người làm cái RFS đầu tiên, rồi tới tất cả các bước tiếp theo cho tới bây giờ, thì cũng như vừa chia sẻ là đang ở giai đoạn cuối để phê duyệt FS. Và khi phê duyệt FS thì quý 1 của 2023 sẽ mong muốn sẽ có được cái construction permit license, và dự án sẽ ready to build. Sau đó thì sẽ EPC contract là sign, và mong muốn tới tháng 6, tức là cuối quý 2 2023 dự án sẽ bắt đầu khởi công xây dựng. Đây là những cái mốc, dạ, cái mốc của dự án. Thì cũng nãy giờ cũng thấy là cũng nghe được những cái câu hỏi của các anh chị ở trong hội trường, thì mình là cái người triển khai thực tế là cơ hội nó cùng đi với thách thức và thử thách, là opportunity together with challenge. Nhưng mà cũng lặp lại lần nữa, chúng tôi là những người dám ước mơ và không từ bỏ ước mơ bằng cách tìm kiếm giải pháp. Xin cảm ơn. Thank you. Rất là cảm ơn bài trình bày rất là chi tiết của chị Uyên. Và tôi cũng thay mặt GIZ cũng rất mong dự án của mình sẽ thành công và sẽ có ra được những cái sản phẩm sớm trong thời gian ngắn sắp tới. Xin cảm ơn chị. Thank you. Yeah. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần thảo luận. Tôi xin trân trọng mời ông tiến sĩ David Jacob sẽ lên điều hành phiên thảo luận này. Tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Đinh Quang Chi, nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn EVN và hiện nay là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty tư vấn năng lượng Vinat Pico. Xin mời ông. Tiếp theo xin mời ông Lê Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng Bộ Công Thương cũng lên tham gia cái phiên thảo luận. Kính mời ông Tiến sĩ Đặng Thanh Tùng, chuyên gia của Ban Chiến lược Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Anh Tùng lên. Xin mời ông. Vâng, em mời anh. Và cuối cùng xin mời anh Nguyễn Hữu Lương, chuyên gia cao cấp của Viện Dầu khí Việt Nam, lên tham gia phiên thảo luận. Well, thank you very much for joining me with this last panel discussion. I think we have one of many of the key hydrogen experts in Vietnam here
on this panel. So very pleased to have all of you here. We already had some very interesting discussion after the presentation of Ali Habib, but there were also further questions. So I would suggest we start with some questions, some discussion amongst us, and then we can also open the floor to the other participants who can then ask questions or make comments. Maybe we start with Mr. Huang. A question about the industries that will use green hydrogen. Which industries do you think will be the first that require green hydrogen, and where should we focus on in the first stage? Quang, Quang, not Quang. I said Quang. My pronunciation is not very good. Yeah. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chủ tọa. Trong viện năng lượng, chúng tôi đến từ viện năng lượng, và viện năng lượng là trong một cái dự án tham gia nghiên cứu về cái lộ trình phát triển hydrogen cho Việt Nam với sự tài trợ của GIZ, thì chúng tôi cũng đã hợp tác với cả tư vấn quốc tế để tiến hành thu thập thông tin dữ liệu và đưa ra những cái đánh giá, cũng như là xây dựng đề xuất một số các cái định hướng, cái lộ trình về phát triển hydrogen tại Việt Nam. Thì trong cái quá trình mà chúng tôi đi tìm hiểu những cái vấn đề về mặt cơ chế chính sách, những cái vấn đề về thực tiễn trong các cái ngành có nhu cầu sử dụng của về hydro tại Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng là như các bài trình bày hôm nay các vị đã xem, thì những cái lợi thế của Việt Nam về phát triển hydrogen thì bên cạnh những cái định hướng tới cái mục tiêu là xuất khẩu sang những cái thị trường mà chúng ta có lợi thế về vị trí địa lý, thì cái nhu cầu trong nước của chúng ta là cũng có một cái nhu cầu nhất định. Đương nhiên là cái nhu cầu đó để mà nó biến thành hiện thực thì nó kèm theo những cái điều kiện về phải hoàn thiện về mặt thể chế, những cái cơ chế chính sách. Theo đó thì những cái ngành mà có nhu cầu chính đối với cả về hydro tại Việt Nam thì đầu tiên nó chỉ là những cái ngành mà nó sẽ chiếm cái sự phát thải carbon lớn trong cái tổng cơ cấu của nền kinh tế chúng ta. Thì như quý vị đã biết thì có đó chính là ngành điện, thì chiếm được khoảng 70% cái tổng lượng phát thải khí nhà kính. Thì đương nhiên là cái ứng dụng của hydrogen trong ngành điện thì cũng là có nhu cầu như vậy, nhưng để ứng dụng thì kể cả những vấn đề về sự trưởng thành và công nghệ cũng như là những cái điều kiện để ứng dụng cũng sẽ là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Tiếp theo thì những cái ngành tiếp theo mà cũng có rất là có nhiều tiềm năng mà sử dụng hydro, đó chính là ngành thép. Cùng theo đó là những ngành hóa chất, ở đây có bao gồm cả hóa chất sản xuất phân bón cũng như là hóa chất trong lĩnh vực hóa dầu. Một ngành nữa mà cũng đã được đề cập đến trong một số các bài trình bày, đó chính là ngành giao thông vận tải, đặc biệt là cho những cái thiết bị, cho những phương tiện vận tải đường biển, cho những phương tiện vận tải đường xa. Thì khi đó thì những cái công nghệ và hydrogen có cái lợi thế cạnh tranh so với cả công nghệ gọi là sử dụng điện như thế này. Thì là những cái ngành mà cũng xin chia sẻ thông tin với cả hội nghị. Thank you very much. As a follow-up, Mr. Tri, we had a discussion already earlier on which technologies, which renewable energy technologies to use to produce green hydrogen. So in the study on the export potential, we have focused on onshore wind energy and solar PV, because from current perspective, current cost, it's the cheapest option and it has a huge impact. But you also mentioned that there is might be the potential for offshore wind energy. So which technologies do you think will be applied, which will be used primarily for producing green hydrogen? Xin cảm ơn ông David Jacob. Tôi nghĩ là tiềm năng của Việt Nam thì điện gió và điện mặt trời là rất là nhiều, đặc biệt là điện mặt trời thì có cái giá thành thấp. Lúc nãy thì ông Ali có hỏi là lấy đâu ra đất làm hàng gigawatt. Thì tôi thấy là cái cách làm trước đây là chúng ta cứ lấy đất xong rồi lắp pin mặt trời lên và dưới không làm gì cả, để đất thành sa mạc. Thì sắp tới những cái cách làm đó chúng ta sẽ phải loại bỏ.
và chúng ta phải chuyển sang cái hướng là Agri PV, tức là kết hợp nông nghiệp và điện mặt trời. Trên chúng ta lắp điện mặt trời nhưng dưới chúng ta vẫn sản xuất nông nghiệp bình thường và thậm chí lại phục vụ tốt hơn cho cái sản xuất nông nghiệp. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng cái điện mặt trời thừa vào những cái lúc mà thừa đấy, vào lúc trưa sử dụng không hết, chúng ta có thể dùng cái đó để bơm nước lên, tích trữ nước lại và sau này cả ngày thì chúng ta có thể dùng cái nước đó để tưới nhỏ giọt cho các cây trồng. Đấy là một trong những giải pháp kết hợp giữa nông nghiệp và công nghiệp. Ngoài ra thì ở những nơi khu vực nắng nhiều như là Ninh Thuận, Bình Thuận và các cái tỉnh miền Trung là cây do không phát triển được do nắng quá. Thì nếu chúng ta làm được cái mặt trời trên thì nó lại như là cái mái che hỗ trợ cho cái việc trồng các cái cây ăn quả và các cái rau ở dưới, phát triển nông nghiệp ở dưới. Thì cái mô hình này chúng tôi cũng đang cùng với các cái viện nông nghiệp và các cái công ty nông nghiệp để nghiên cứu. Và chúng tôi cũng đã có lần đề nghị với GIZ là hỗ trợ để học một số các cái thiết kế cơ bản của các cái doanh nghiệp Đức để áp dụng vào Việt Nam. Tất nhiên là ở Đức thì trồng cái loại cây khác, nhưng Việt Nam thì trồng cái khác, nhưng mà cái design ấy, cái thiết kế là chúng tôi có thể học được lẫn nhau. Và chúng tôi cũng đã nhận được một số cái thiết kế của phía Đức áp dụng cho cái Agri PV, tức là vừa làm điện mặt trời vừa nông nghiệp. Mà tôi nghĩ ở Việt Nam mình ở đâu cũng có thể kết hợp được thế. Vì cái diện tích đất mà có thể tái sử dụng và tiếp tục sử dụng cho nông nghiệp đến 80-90%. Đấy, thì đây là một cái giải pháp mà tôi cho là rất hay. Và tôi thấy cái phương án của chị Quyên ở Green Solution ấy, là còn thiếu cái mảng này. Mà muốn giá thành điện thấp ấy, là phải kết hợp với điện mặt trời. Chứ làm gió không, tôi nói là sẽ rất là đắt. Đúng không? Và mình sẽ không cạnh tranh được. Nhưng mà mình lại kết hợp với điện mặt trời thì cái giá thành của mình sẽ xuống. Mình không làm điện gió thì ban đêm mình lại không có điện để mà điện phân. Quá trình sản xuất sẽ bị ngắt, đúng không? Thì không được. Mà quá trình sản xuất, nhất là sản xuất ammoniac là chúng ta phải có điện thường xuyên. Thì cái giải pháp về điện là phải kết hợp với điện gió. Và tôi thấy còn thiếu một cái phần, chưa biết là chị Quyên đã nghiên cứu chưa, đó là cái việc tích điện để bảo đảm cho cái hệ thống nó hoạt động 24/24. Đấy. Thì cái này thì tôi nghĩ là cái này thì chắc là chúng ta sẽ phải làm từng cái dự án một, và cái hệ thống điện nó có thể là nhờ vào EVN một phần nào đó, hoặc là nếu hoạt động độc lập thì chúng ta phải có cái hệ thống tích điện hoặc là pump storage hoặc là cái pin lithium ion. Đấy. Thì tôi nghĩ là ở Việt Nam thì giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ kết hợp điện mặt trời cộng với điện gió onshore để có cái giá thành thấp nhất và cạnh tranh nhất. Vì cái tiềm năng onshore của chúng ta cũng còn rất nhiều, chưa khai thác được. Thì các anh chị thấy là rất nhiều doanh nghiệp đã phát triển dự án nhưng mà không đưa vào tổng sơ đồ được vì lưới điện không nuốt hết được, đúng không? Chỗ gió thì nhiều quá thì lưới điện là yếu, chưa phát triển được. Chỗ cần điện thì lại không có gió. Cho nên là cái kết hợp điện gió và điện mặt trời để sản xuất hydrogen, đấy là một cái giải pháp ban đầu để chúng ta xử lý được cái vấn đề là tiềm năng ở một số nơi điện gió và điện mặt trời rất nhiều nhưng mà phụ tải chưa có. Thì chúng ta biến cái hydrogen hub thành cái phụ tải tiêu thụ điện tại chỗ và đặc biệt là dùng cho xuất khẩu là tiềm năng rất là lớn, bởi vì Nhật và Hàn Quốc là nhập rất là nhiều hydrogen và kể cả Đức cũng nhập nhiều. Và tôi cho rằng là nếu sản xuất ở Việt Nam xuất khẩu sang Đức thì vận chuyển nó có xa hơn, cạnh tranh hơn, khó cạnh tranh hơn. Nhưng mà nếu sản xuất mà nó ổn định và thu xếp vốn từ các nguồn của Đức và các nhà đầu tư Đức thì chưa chắc là đã thấp hơn, đã chi phí đã cao hơn những cái doanh nghiệp ở Ả Rập. Thì tất cả những cái đó là phải do FS chúng ta tính toán để chúng ta phân tích. Cái điểm thứ hai là trong nước Việt Nam nhu cầu sắp tới hydrogen sẽ rất nhiều. Ông Elon Musk ông vào 2024 là ông chuyển sang làm ô tô chạy fuel cell hết. Bởi vì cái ô tô đó là nó nạp một lần chạy 1000 cây số và thải là chỉ có thải là nước thôi, rất là sạch cho môi trường. Hai nữa là phóng tốc độ rất là cao, nhất là những anh trẻ rất là thích đi cái loại đấy. Thì cho nên tôi nghĩ là thị trường Việt Nam cái ô tô chạy hydrogen cũng sẽ bùng nổ. Cho nên là cái đó là tôi nghĩ là các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải chớp lấy thời cơ để mà chúng ta đưa vào sử dụng. Và một cái nhu cầu rất lớn mà như anh Cường này đã nói là chúng ta sẽ đốt các nhà máy nhiệt điện
kèm hydro hoặc là ammonia. Nhưng mà báo cáo anh chị là cái bài toán này là phải có bàn tay của chính phủ, phải có cái lộ trình, và trong tổng số đầu 8 cũng đã dự thảo. Đấy, khi nào mà chính phủ cho phép là đốt kèm để là giảm cái phát thải CO2 thì chúng ta mới có thể có thị trường. Và tôi cũng đã nhìn thấy chỗ chị Quyên làm một cái chỗ rất là hay là cạnh cái nhà máy điện của EVN, nhiệt điện đốt than, đúng không? Đấy, cũng phải đến gần 4.000 V đấy, thì chắc là sau này sẽ bán một phần vào đấy. Nhưng cái quan trọng là gì? Là cái giá hydrogen mà chính phủ chấp nhận để đưa vào cái giá thành điện là bao nhiêu? Đấy. Về mặt lý thuyết thì nếu chúng ta lấy điện sản xuất ra hydrogen, xong lại đốt hydrogen để bơm ngược lên, thì báo cáo chỉ là cái quy trình đó thì hiệu suất nó rất là thấp, hiệu quả thấp. Bởi vì sao? Thì tính ngược lại, 100 kWh mà các ông chí dùng để điện phân hydrogen thì phát điện quay ngược lại nó chỉ được khoảng 20-25 kWh thôi. Đấy, thì hiệu suất chỉ 2-3% thôi, rất là thấp. Mà trong cái đó lại phải đầu tư các cái nhà máy điện rất tốn kém. Thì cái giải pháp đối với lại hệ thống điện mà những nước như Việt Nam mà chúng ta có nhiều nguồn năng lượng tái tạo thì chúng ta sẽ sử dụng giải pháp tích điện, hiệu suất nó 80%. Thì nó hiệu quả hơn cho đất nước. Cho nên cái bài toán lâu dài đối với việc hệ thống điện là chúng ta phải kết hợp các cái thủy điện tích năng cộng với lại cái pin tích điện. Với cái giải pháp đó thì chúng ta sẽ có cái giá thành điện nó hợp lý và tận dụng được và nâng cái hiệu suất sử dụng điện của hệ thống Việt Nam lên. Nhưng trong cái thời kỳ quá độ từ nay năm 2045-50, các nhà máy điện than vẫn còn phải chạy, thì chúng ta đốt kèm hydro và ammoniac để chúng ta giảm khí CO theo cái cam kết với COP26, thì chính phủ sẽ phải ra một cái giá hydrogen bao nhiêu, và cái giá đó được tính vào trong giá thành điện và tính vào trong giá bán điện. Đấy. Thì cái cơ chế đó thì dự kiến là phải sau 2030 thì mới ban hành. Từ nay đến năm 2030 là như ông chí Nam sáng trình bày là còn đang đi kiểm toán, đi kiểm định cơ. Từng doanh nghiệp ông kê lên xong thì có kiểm toán, kiểm định xong thì ép cho ông là từng năm một ông giảm xuống là bao nhiêu CO2. Thì từ đó thì mới có cái bài toán là thế thì ông kèm đốt kèm hydro là bao nhiêu tấn một ngày. Thì từ đó mới ra được cái giá cũng như là số lượng. Thì tôi nghĩ là cái điện là một cái khách hàng nhu cầu cực lớn từ nay năm 2050. Nhưng phải có lộ trình và có cái quyết của chính sách của chính phủ. Thì xin có mấy ý kiến gọn. Thank you for this comprehensive answer. I think you touched many aspects. So the question that comes up for me is about the future demand for green hydrogen and also the potential for future supply. Could you elaborate on this, Mr. Tung, from a PVN perspective? Did you do any analysis on this? And maybe also how much of additional renewable energy capacity would be needed approximately to meet that green hydrogen demand in Vietnam? Because I was making the stating that worldwide we would need 2,300 gigawatt of just greening the existing hydrogen. Are there similar numbers for Vietnam, just rough estimates? Trước hết là tôi xin cảm ơn ban tổ chức tạo điều kiện cho tôi tham dự cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Thì về câu hỏi của David thì hiện nay thì trong quy hoạch điện 8 cũng như là cái quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thì đều có đưa ra những con số về nhu cầu hydro trong tương lai. Đấy, thì có lẽ là tổng thể nhất thì là dùng cái mục tiêu đưa ra ở trong cái quy hoạch năng lượng và tính cho tất cả các cái ngành. Đấy, thì trong quy hoạch về năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 ấy, thì đưa ra một con số là cái nhu cầu hydro vào năm 2050 ở Việt Nam là khoảng từ 40 đến 50 triệu tấn. Đấy, trong đấy là sản xuất trong nước thì cũng khoảng đáp ứng khoảng 80 đến 90%. Đấy, tuy nhiên là theo ý kiến của cá nhân tôi thì có lẽ là con số này cũng cần phải đánh giá lại. Bởi vì là như cái bài trình bày của anh David ban nãy thì chúng ta thấy là đến hiện nay với những cái đánh giá của trên thế giới ấy, thì đến năm 2050 thì là cái nhu cầu hydro dự kiến đâu đó chỉ khoảng từ 500 đến 800 triệu tấn một năm tùy theo các cái kịch bản khác nhau.
500 triệu tấn. Thế nếu như mà như cái con số của quy hoạch năng lượng Việt Nam đưa ra thì tức là Việt Nam là khoảng 40 đến 50 triệu tấn một năm, tức là cũng bằng khoảng 10% so với tổng nhu cầu của thế giới rồi. Đấy, thì con số này thì theo quan điểm của cá nhân tôi nó quá lớn. Đấy, và nó cũng khó khả thi. Đấy, tôi thì đánh giá thì ở mức đâu đó khoảng từ 5 đến 10 triệu tấn một năm thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn là cái con số mà 40 đến 50 triệu tấn. Và chúng ta biết là nếu như mà để sản xuất ra 1 triệu tấn hydro, nếu mà sử dụng giả sử như điện gió ngoài khơi chẳng hạn, với cái capacity factor khoảng 50%, thì để sản xuất ra 1 triệu tấn hydro là cần khoảng 12 gigawatt điện gió ngoài khơi. Đấy. Thì ngay cả cái việc mà ví dụ như sản xuất 5 triệu tấn đã cần 60 gigawatt điện gió ngoài khơi rồi. Đấy, và nếu mà sử dụng điện mặt trời thì con số nó sẽ tăng lên gấp đôi, bởi vì là cái hệ số công suất nó chỉ bằng một nửa thôi. Đấy, thì để đạt được cái mục tiêu như thế thì chúng ta đã thấy là cái công suất năng lượng tái tạo cần là rất là lớn. Đấy. Thế còn đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thì như chúng ta đã biết là giữa cái chuỗi giá trị của hydro và chuỗi giá trị dầu khí thì nó có rất là nhiều những cái điểm tương đồng với nhau. Đấy, thì hiện nay thì tập đoàn cũng đang quan tâm và nghiên cứu đánh giá các cái cơ hội cũng như là các cái thách thức trong cái việc phát triển năng lượng tái tạo, trong đấy là có điện gió ngoài khơi, để tận dụng những cái thế mạnh của Tập đoàn Dầu khí trong cái việc mà xây dựng, phát triển cũng như là vận hành các cái dự án ngoài khơi. Đấy, ngoài ra thì ngoài cái việc phát triển năng lượng tái tạo là điện gió ngoài khơi, thì tập đoàn cũng đang nghiên cứu đánh giá cái khả năng là sử dụng điện gió ngoài khơi để sản xuất hydro. Đấy, bởi vì là chúng ta biết là việc sản xuất hydro ngoài cái để sử dụng là mục đích năng lượng ấy, thì ngoài cái việc giá thành thì cái việc quy mô lớn đủ để đảm bảo cái lượng cung cấp cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Đấy, mà như anh Chi đã nói là Việt Nam thì có cái tiềm năng điện gió ngoài khơi rất là lớn. Đấy, thì cái việc mà đáp ứng được cái quy mô công suất lớn như thế thì điện gió ngoài khơi là cái nguồn tôi đánh giá là cũng rất là tiềm năng. Đấy, chỉ còn vấn đề là giá thành thôi. Đấy, thế thì ngoài cái việc mà các cái kinh nghiệm vận hành các cái dự án ngoài khơi thì các cái khâu như là vận chuyển hay là sử dụng hydro thì Tập đoàn Dầu khí cũng đã có những cái cơ sở hạ tầng sẵn có cũng như là cái kinh nghiệm vận hành, ví dụ như là cái hệ thống đường ống truyền tải khí ngoài khơi có thể là được cải hoán để vận chuyển hydro về bờ. Đấy. Hay là về việc sử dụng hydro thì hiện nay tập đoàn là đang có 2 nhà máy lọc dầu cũng như là 2 nhà máy sản xuất phân đạm là đều đã có sử dụng hydro rồi. Đấy, thì đấy là những cái cơ sở hạ tầng cũng như là những cái kinh nghiệm sẵn có cũng sẽ rất là tốt cho cái việc phát triển cái việc sản xuất và sử dụng hydro xanh sau này của Tập đoàn Dầu khí. Thank you, Mr. Chung. That's very impressive figures as well. Already 60 gigawatts of offshore wind just to produce the 5 million tons of fraction. So the 40 to 50 million tons would mean extraordinary capacity additions. Yeah. That brings me to you, Mr. Luong, if I pronounce your name right. From Vietnam Petroleum Institute, you also do some cost assessments. No, so we heard some cost assessments from Ali and the team. I think the cost estimate was 4 to 5 euros per ton, right? Do you also do cost assessments internally? What are they, and what is the comparison with blue or with gas-based hydrogen? Because we saw this huge increase of gas prices. And in some parts of the world, you already see cost competitiveness. So what is your recent findings on the costs of green hydrogen in Vietnam? Trước hết thì cảm ơn ban tổ chức cũng như câu hỏi của David. Thì liên quan đến câu hỏi của ông về so sánh về cái chi phí sản xuất giữa hydrogen lam và hydrogen xanh. Thì như chúng ta biết, hydrogen lam thì thực chất vẫn là hydrogen xám và chúng ta kết hợp thêm CCS, tức là thu hồi và lưu giữ CO2. Và đương nhiên vì là được sản xuất từ những cái nguồn nhiên liệu hóa thạch, và cụ thể đây là khí thiên nhiên, thì giá nó sẽ phụ thuộc rất là lớn. Theo như trong tính toán tôi thì khoảng 60-70%, khoảng gần 70%
chi phí sản xuất hydrogen xanh lam sẽ phụ thuộc vào cái giá nguyên liệu đầu vào là khí thiên nhiên. Thì trong một cái dự án chúng tôi có tính toán ở cái mức pre-FS, tức là tiền khả thi về việc sản xuất hydrogen xanh lam tại Việt Nam với cái nguồn sử dụng nguyên liệu là khí LNG nhập khẩu. Và cái giá LNG đấy chúng tôi sử dụng cái bộ giá của công ty IHS, là một công ty tư vấn của thế giới. Vào năm bộ giá đó chúng tôi sử dụng năm 2021, cuối năm 2021, là đương nhiên là trước khi xảy ra cái cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái giá khí trên thế giới nhìn chung thì từ thời điểm hiện nay cho đến 2050 thì chắc chắn là nó sẽ tăng dần. Và như vậy cái giá thành sản xuất của hydrogen xanh lam cũng sẽ tăng dần. Và với cái bộ giá của IHS vào thời điểm 2030, với cái giá LNG khoảng 9,2 đô trên 1 triệu BTU, thì cái giá sản xuất của cái LCOH của hydrogen xanh lam thì chúng tôi ước tính ra khoảng là 3,3 đô trên 1 kg vào 2030. Chúng ta quay lại là về green hydrogen, tức là hydrogen xanh lá cây. Thì hydrogen xanh lá cây được sản xuất từ các nguồn điện tái tạo, và chi phí sản xuất sẽ phụ thuộc rất là lớn vào giá điện tái tạo, và một phần nữa là vào cái chi phí thiết bị. Thì trong cái tính toán của chúng tôi thì cũng vào năm 2030, tùy theo cái kịch bản mà chúng ta áp cái giá LCOE, tức là giá của điện tái tạo như thế nào, thì cái LCOH của green hydrogen vào 2030 chúng tôi tính ra thì khoảng dao động khoảng từ 3 cho đến 4 đô trên 1 kg. Và thật ra cái con số này tôi thấy cũng có thể so sánh được với kết quả nghiên cứu của ông Ali trình bày trong cái bài trình bày vừa rồi. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy là nếu mà so sánh tương quan giữa cái giá hydrogen xanh lam và xanh lá cây á, thì ở giai đoạn đầu khoảng trước 2030 thì hydrogen xanh lam thì nói chung là sẽ thấp hơn so với hydrogen xanh lá cây. Tuy nhiên sau 2030 thì như vừa trình bày, tùy thuộc vào cái kịch bản về giá điện tái tạo, thì đến một thời điểm nào đó thì hydrogen xanh lá cây giá cái chi phí sản xuất nó sẽ thấp hơn so với cái hydrogen xanh lam, vì cái xu hướng giá điện tái tạo thì nhìn chung ở Việt Nam hay trên thế giới thì đều giảm. Okay. Thank you very much. Yeah, I think that aligns quite well with the analysis of the research team in terms of cost development also of green hydrogen and blue hydrogen. Do you want to comment, Ali? You can switch on your mic. Sorry. Yeah. Okay. Yeah. Sorry about that. The translation doesn't work if I don't have my microphone close to my mouth. So now I pronounce your name right, Quang, Mr. Quang. Kong. Okay, that's much better, Mr. Kong. We actually practiced yesterday, but I'm not really good, so I have to excuse myself for that. So we also heard that Vietnam has some excellent conditions for renewable energy deployment, and we also heard that probably there will be regional hubs for green hydrogen exports. So you probably won't compete with South Africa or Chile or Morocco, but you will compete with other countries in the region. So what do you think would be competitors for Vietnam in the region to produce green hydrogen and then maybe export it to other countries? Yeah, rất cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của tiến sĩ Cốp. Thì đối với câu hỏi này thì tôi trở lại những cái kết quả nghiên cứu mà Viện Năng lượng cũng đã phối hợp với GIZ và tư vấn quốc tế chúng tôi triển khai. Thì rõ ràng là khi chúng tôi rà soát lại những cái khung pháp lý hiện nay đối với cả lĩnh vực về hydrogen, thì chúng tôi thấy rằng là về mặt chủ trương định hướng chung thì Việt Nam có những cái chủ trương định hướng để phát triển hydro, đặc biệt là hydro xanh. Tuy nhiên hiện nay là rõ ràng là các cái chính sách, những cái cơ chế chính sách khung pháp lý đấy nằm rất rải rác ở trong nhiều các văn bản khác nhau. Và đặc biệt chưa nhìn với hydro như một cái phân ngành năng lượng mới. Theo tôi thì chúng tôi thì đánh giá đây là một trong những cái vấn đề thách thức. Khi bạn nói đến muốn cạnh tranh ở trong một thị trường quốc tế thì bạn sẽ phải xem xét đến những yếu tố là nội tại, những yếu tố về mặt bên ngoài tác động. Thì đối với chúng tôi theo cái nghiên cứu chúng tôi thì
Như các diễn giả đã chia sẻ thì cấu phần cạnh tranh đầu tiên là sẽ về giá, và cấu phần đánh giá thì nó hai có cấu phần quan trọng. Thứ nhất là năng lượng tái tạo, cái thứ hai đó là liên quan đến cả cái chi phí đầu tư, mà đây là chi phí cho cái các cái capex rồi với cả electrolyzer. Thì đối với theo tôi thì cái hiện nay do Việt Nam chưa làm chủ được cái công nghệ về electrolyzer thì là chúng ta phải chấp nhận là đấy là chúng ta nhập khẩu công nghệ, nhưng chúng ta cái có cái dư địa đó chính là cái giá của năng lượng tái tạo. Và trong vòng 5 năm vừa rồi thì rõ ràng là năng lượng tái tạo Việt Nam đã phát triển với tốc độ rất là nhanh, ghi nhận được rất nhiều những cái ấn tượng. Tuy nhiên, để mà khi mà chúng ta bàn đến năng lượng tái tạo để sản xuất hydro, với vai trò hydro là một cái phân ngành năng lượng thì theo tôi, chúng tôi đánh giá nó chưa đủ tại thời điểm này. Năng lượng tái tạo cần phải tiếp tục phát triển đến một quy mô lớn hơn nữa, các cơ chế thị trường cần tiếp tục phải được hoàn thiện hơn nữa, khi đó thì mới có cơ hội để yếu tố đầu vào của hydro xanh mới Việt Nam mới có thể trở thành một cái player trong cái sân chơi về cái lĩnh vực hydro. Thì nhưng chúng ta cũng rất là may mắn là chúng ta có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, chúng ta có một vị trí, Việt Nam có một vị trí địa lý hết sức thuận lợi để hướng tới xuất khẩu sang cái thị trường rất tiềm năng là Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí cả Singapore. Nếu mà nhìn theo đối thủ thì rõ ràng theo tôi đánh giá, chúng tôi đánh giá thì đó là Australia có lẽ là đối thủ nặng ký nhất. Sau đó thì có thể là các quốc gia như Indonesia cũng có thể, nhưng Indonesia thì họ cũng có một cái lộ trình về net zero và với cả cũng rất là tham vọng. Thì đâu đó thì chúng tôi đánh giá thì đối với thị trường trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì Australia có lẽ là đối thủ nặng ký nhất đối với Việt Nam trong cái tham gia vào cái thị trường này. Với góc nhìn hydro như một cái phân ngành năng lượng mới với đầy đủ tất cả hạ tầng từ downstream, upstream và midstream như một cái chuỗi cung ứng như chú anh Tùng vừa nói, nó gần như là một cái phân ngành năng lượng mới để chúng ta tiếp cận. Và trong một số nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là ví dụ như cái báo cáo mới nhất của DNV chẳng hạn về net zero về cái chuyển dịch năng lượng của toàn thế giới năm 2022 thì người ta cũng phân tách cái lĩnh vực hydro như một cái phân ngành năng lượng. Đấy là cái một số thông tin muốn chia sẻ với Thảo. Vâng. Thank you very much. That was a very important contribution. There's one more topic I would like to touch with you, and that's related to skilling and to having people that will be available to work in the hydrogen sector. So you work at a research institute, you work with PVN, where you're also looking at potential skill transfers, so what kind of knowledge already exists within PVN, what can be transferred to green hydrogen. So what are these skills that could be transferred, and which other skills need to be developed within PVN and beyond? Vâng, về cái vấn đề về năng lực để đáp ứng cho cái việc phát triển cái lĩnh vực hydro này thì như tôi đã nói ban nãy thì rõ ràng là một số những cái kinh nghiệm của ngành dầu khí có thể áp dụng được cho cái lĩnh vực hydro xanh. Đầu tiên là về việc sử dụng hydro. Đấy thì rõ ràng là như tập đoàn dầu khí hiện nay là đang có hai nhà máy lọc dầu và hai nhà máy đạm là đang sử dụng cái hydro xám, tức là cái hydro mà sản xuất từ cái nguồn nguyên liệu hóa thạch. Đấy, thì tuy nhiên là tất cả những cái kinh nghiệm về vận hành cũng như là các cái việc như đảm bảo về an toàn đấy, thì đều có thể áp dụng được cho cái ngành công nghiệp hydro xanh. Thứ hai nữa là về khâu sản xuất thì nếu như mà sản xuất hydro từ điện gió ngoài khơi thì cái việc mà cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm vận hành các cái dự án ở ngoài khơi cũng là, và cũng ngoài ra là rất là nhiều những cái số liệu database về cái rồi cả về hải dương học rồi cả về địa chất sẽ cũng là rất rất tốt cho cái việc mà phát triển các cái dự án điện gió ngoài khơi sau này. Đấy, về khâu vận chuyển thì với cái kinh nghiệm vận hành các cái hệ thống đường ống dẫn khí hiện nay thì cũng hoàn toàn có thể, đấy là những cái kiến thức có thể áp dụng tốt cho cái việc vận chuyển hydro sau này. Đấy, tuy nhiên là một số những cái kiến thức và kỹ năng mới chúng tôi cũng có lẽ là cũng cần phải được đào tạo thêm. Đấy, thứ nhất là về cái chuyện về phát triển các cái dạng năng lượng tái tạo,
Đấy, thì đấy là cũng là một cái vấn đề mới. Thứ hai nữa là rồi liên quan đến sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất hydro. Đấy thì về việc làm chủ các cái công nghệ như là các công nghệ điện phân, các thứ thì đấy là những cái mà mới đối với cả ngành dầu khí, thì tôi cho là đấy là những cái vấn đề mà cần phải có cái sự đào tạo sau này. Vâng. Do you maybe want to contribute from a more research perspective? So looking at the universities and the TVET colleges that exist in Vietnam, what kind of additional courses need to be developed? What kind of curricula need to be developed to really train the necessary workforce for the future in green hydrogen? Cảm ơn câu hỏi của ông. Thì thứ nhất, đối với các trường đại học cũng như trường cao đẳng, thì thật ra hiện nay với cái khối kiến thức mà các em sinh viên đã được đào tạo, thì nói chung về mặt kiến thức cơ bản hay là kiến thức gọi là kiến thức nền á, thì các em đã có, vì đã có những cái môn học liên quan đến năng lượng tái tạo, liên quan đến vấn đề vận chuyển lưu chất, hydrogen cũng là một cái lưu chất, rồi liên quan vấn đề điện phân thì các em cũng đã học trong những cái môn hóa lý vân vân, thì thật ra là kiến thức nền thì các em đã có. Nhưng mà cho để mà có thể phục vụ trong tương lai, chúng ta tạm gọi là một cái nền công nghiệp hydrogen hoặc là một cái nền kinh tế hydrogen, thì tôi nghĩ là các trường đại học hoặc cao đẳng tại Việt Nam có thể bổ sung một cái khóa học hay một cái môn học đại để chúng ta có thể tạm gọi là về công nghiệp hydrogen hoặc là nền kinh tế hydrogen. Và trong đấy chúng ta sẽ đề cập đến về cái chuỗi, một cái gọi là cái toàn cái chuỗi giá trị của hydrogen, từ cái khâu sản xuất sử dụng năng lượng tái tạo, các công nghệ sản xuất, vấn đề vận chuyển, vấn đề tồn trữ, vấn đề phân phối, và thậm chí cả những vấn đề ứng dụng ở trong những cái lĩnh vực khác nhau như anh Tùng vừa mới trình bày. Thì tôi nghĩ cái đấy là cái cần thiết chúng ta sẽ kết nối vào. Rồi vấn đề về kinh tế, khi mà sử dụng hydrogen ở cái quy mô lớn, thì tôi nghĩ cũng là một vấn đề mà chúng ta có thể truyền đạt kiến thức cho các em sinh viên. Tôi nghĩ là như vậy. Thank you. Yeah, I think there's a lot of universities, also lecturers, I think sitting in the audience, who can listen in and hopefully convince their universities to develop new training courses to really skill the workforce. In order to make it more interesting as well for the participants sitting here, I would like to open up for questions now. So please raise your hand or just light up your microphone, and please indicate who you would like to ask a question to, if you have someone specific. Yes, please. Vâng, thì cho tôi xin hỏi một câu về liên quan tới hydrogen lam với cả hydrogen xám với cả hydrogen xanh ấy. Thực ra tôi cũng đang làm một cái hoạt động về cái phân loại xanh, green taxonomy. Thì cái việc các chỉ số và những cái tiêu chí để tất nhiên ra một sản phẩm hydrogen thì cũng không thể nào, mà hiện nay thì trên thị trường cũng chưa có một quy định của nhà nước nào là phân biệt đối xử giữa hydrogen xanh và các loại hydrogen còn lại. Thì cái việc mà có được những cái hỗ trợ của nhà nước trong giai đoạn ban đầu là rất là quan trọng để có được cái sự ủng hộ của những đơn vị đi tiên phong giống như bài trình bày của chị Winnie vừa rồi. Thì tôi cũng muốn hỏi ở về phía góc nhìn của phía bên các đơn vị ở phía đơn vị sản xuất năng lượng, thì cần những cái giải pháp nào về mặt chính sách để có thể có được những cái ưu đãi hơn cho hydrogen xanh, vì như các quý vị đã diễn giải trình bày là chi phí đầu vào rất là lớn. Việc mà tự nhiên lưu trữ một cái năng lượng từ điện thành hydrogen và dùng cái hydrogen đấy lại để quay lại sản xuất điện, nghe nó hơi mâu thuẫn về mặt chi phí lợi ích. Thì nó phải có được những cái trợ giá ở cái mức trung gian để khuyến khích người ta làm cái việc, nôm na nó hiểu là cũng tôi hiểu là nó hơi đi vòng. Thì với góc nhìn đấy thì cũng muốn diễn giả chia sẻ thêm là có những cái chế tài nào để có được cái sự phân biệt đối xử giữa hydrogen xanh và hydrogen xám. Còn tất nhiên là cái phần lam thì là một phần carbon storage capture đấy thì tôi cũng chưa dám đạm bàn sâu. Nhưng mà để ít nhất phân biệt được đối xử giữa hydrogen xám và hydrogen xanh, để đảm bảo là cái hydrogen đấy nó mang đúng nghĩa tính chất xanh của nó và
nó sẽ huy động được cái nguồn đầu tư về tài chính của nó đã nhiều hơn. Thì cũng câu hỏi chung cho các quý vị, cũng không biết là quý vị là diễn giả nào có thể giúp tôi trả lời được câu hỏi đấy ạ. Xin hết. Tôi nghĩ cái câu hỏi này là đáng nhẽ là phải đặt cho chỗ Bộ Năng lượng và chỗ Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo. Nhưng mà theo tôi được hiểu thì là hiện nay trên thế giới cũng đã có một số tổ chức người ta xác nhận cái Renewable Energy Certificate, REC. Hiện nay có hai cái tổ chức là IREC và TIGR là họ xác nhận. Nhưng mà những cái thủ tục đó thì nó làm rất là lâu, từ 8 tháng đến 1 năm thì mới cái check được, tức là người ta phải đến xem có sản xuất nhà máy thật không, có nhà máy thật không, rồi đến xem là các hợp đồng bán điện cho những ai, đúng không? Và công tơ đặt như thế nào, vị trí nhà máy như nào, tất cả những hồ sơ đó là người ta kiểm tra bằng các chuyên gia, chi phí rất là cao như sáng anh Nam nói, là bằng năm trời và chi phí rất là cao, cho nên là cuối cùng lại là chưa có ai đăng ký được mấy. Hầu như là từ năm 2018 đến nay thì đối với điện gió và điện mặt trời là gần như không ai đăng ký được. Và cái tổ chức Vera ấy, họ cũng khuyến cáo là thôi, đối với lại cái điện gió và điện mặt trời thì không làm cái carbon credit nữa. Mà carbon credit tập trung vào những cái vấn đề như là rừng, trồng rừng để nó hút CO2, tức là giúp cho cái giảm khí phát thải. Hoặc là những giải pháp về công nghệ cho những cái nhà máy mà thay đổi từ đốt than, đốt khí thành sang đốt hydrogen. Thế còn đối với điện gió, điện mặt trời thì bây giờ người ta đưa cái xác nhận là REC, tức là Renewable Energy Certificate. Mà một công ty Singapore startup thì đã đưa cái công nghệ số vào để xác nhận cái REC này trên cơ sở là các cái công nghệ số. Thế là chúng ta chỉ cần đưa cho họ cái hợp đồng mua điện bán cho EVN hoặc là bán cho khách hàng. Đưa cho họ cái hồ sơ chụp cái ảnh cái nhà máy điện mặt trời hay là nhà máy điện gió có cái tọa độ nhà máy và kèm theo các cái sơ đồ đấu nối và các cái biên bản đấu nối với EVN nếu mà bán điện cho EVN. Đấy, thì những cái hồ sơ đó thì gửi cho họ thì sau đó họ kiểm tra. Cũng không cần phải đến nhà máy, họ từ vệ tinh họ chụp, họ biết ngay được là ông nói thật hay nói xạo. Và họ cũng link với các cái tổ chức certificate khác thì người ta sẽ biết được là cái dự án này đã đăng ký trên thế giới quốc tế hay chưa. Nếu đã đăng ký quốc tế rồi tức là ông làm đơn lần thứ hai là ông vi phạm. Vì trong cái đơn để mà gửi cho cái tổ chức này để xác nhận để đăng ký cái REC này thì là phải cam kết là tôi là lần đầu tiên cái dự án này đăng ký REC. Hoặc là ông nói là cái REC này đã được đăng ký với TIGR hoặc IGR rồi, IREC rồi. Một nửa rồi, còn một nửa là tôi đăng ký để bán tiếp. Đấy, thì những cái thủ tục đó hiện nay là Singapore họ đã làm theo công nghệ số hết. Đấy, thì tôi nghĩ là Việt Nam mình có thể sử dụng cái hệ platform này để chúng ta đăng ký và chúng ta bán ra thế giới. Hiện nay báo cáo chí là mua REC, hiện nay chủ yếu là chỉ có nước ngoài mua thôi. Và cái Vera là tự nguyện hết. Mà tự nguyện bây giờ, những ông carbon credit, ông đi hàng tháng chờ, mấy tháng trời ông mới xong xác nhận. Rồi hàng năm sau chưa thấy tiền về là mình ngoài lắm. Đó. Và thậm chí là phải bỏ cái tiền ra để làm cái đăng ký, chưa thấy tiền đâu. Như anh Nam nói, tiền bỏ ra có khi tiền thu về thì không đủ bù chi. Thì lại rất là khó. Đấy, nhưng mà cái ông Singapore này là ông ấy, thậm chí ông bảo cứ đăng ký đi, lúc nào bán được thì trả tiền phí sau. Đấy, thì những cái cách như thế hiện nay họ cũng đang rất sáng tạo và họ muốn chuyển đổi cái đăng ký REC này khu vực châu Á, Thái Bình Dương là thông qua chỗ công ty, chỗ Singapore. Thế còn bây giờ đối với những nhà máy sắp tới là xác nhận là green hydrogen, tức là sản xuất 100% bằng năng lượng tái tạo thì đều phải sử dụng công nghệ này hết thôi. Điện ông vào, xuất tiêu hao bao nhiêu thì là kiểm định nó sẽ biết hết. Ví dụ điện phân, alkaline cũng phải mất 50 kWh cho 1 kg hydrogen, ví dụ như thế. Thì tổng cái lượng điện ông tiêu thụ từ điện mặt trời, điện gió, tất cả cái hệ thống đó là đều phải có đo và có xác nhận hết. Thì những công ty này họ đều sử dụng kỹ thuật số để họ xác nhận hết. Ví dụ như cái inverter là họ có thể theo dõi được để mà người ta kiểm tra xem cái tháng vừa rồi hoặc năm vừa rồi ông sản xuất là bao nhiêu trên cái đồng hồ của cái ông inverter.
Đấy, từ inverter họ cộng lên được, vì họ kết nối với các dữ liệu với các nhà sản xuất inverter và các cái hệ thống đo đếm của các cái nhà sản xuất inverter đấy. Đấy, thì họ có thể tổng hợp được và kiểm tra bằng các cái chỉ số, bằng công nghệ số. Đấy, thì hiện nay thì Singapore đang làm cái việc đó. Và tôi nghĩ rằng là sắp tới khi chính phủ Việt Nam tính toán được cái carbon credit, các cái chính sách đưa ra được thì cũng có thể là áp dụng, hoặc là Việt Nam mình phải phát triển một cái phần mềm, một platform để chúng ta làm như là Singapore đang làm. Thì cái chuyện làm như thế nào thì chắc chắn là Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên Môi trường là phải có những cái chỉ đạo từ trên Thủ tướng Chính phủ, có những cơ chế để chúng ta làm thành một cái thị trường của Việt Nam. Đấy, thay vì chúng ta phải đi ra nước ngoài chúng ta làm. Đấy, thì tôi nghĩ là những công ty IT của Việt Nam đủ năng lực để làm cái việc đó. Nhưng mà chính sách của chính phủ là phải rõ ràng thì phần mềm mới viết được. Đấy, chính sách mà chưa rõ ràng thì cũng chịu, không thể nào viết được. Đấy. Việt Nam thì nhiều người giỏi toán, giỏi phần mềm nhưng mà chính sách chưa có thì chịu cũng không viết được. Đấy, tôi xin comment mấy cái việc này. Cảm ơn Nam. Tôi có thể bổ sung một số ý của anh Nam vừa hỏi. Thì thật ra hiện nay cái màu của hydrogen đó, thì thường là chúng ta phổ biến là chúng ta sẽ định màu dựa trên cái nguồn gốc nguyên liệu và cái quy trình sản xuất, ví dụ từ than thì là nâu, từ khí thiên nhiên xám v.v. Tuy nhiên liên quan đến vấn đề mà anh Nam vừa đề cập là hydrogen hiện nay và đặc biệt là hydrogen xanh lá cây á, nó sẽ đắt hơn những cái loại xám, thì như vậy để mà nó có thể sử dụng được trong thực tế thì tôi nghĩ là cái cách tiếp cận của chúng ta có thể là dựa vào trong cái mức phát thải khi sản xuất và sử dụng của mỗi cái loại hydrogen khác nhau. Ví dụ hydrogen xanh lá cây thì chúng ta có thể tạm xem là phát thải bằng zero, hoặc là bằng màu than thì cao hơn đi từ khí thiên nhiên vân vân. Thì từ đấy thì chúng ta sẽ định hình hai cái nhóm chính sách lớn mà để nếu mà chúng ta muốn thúc đẩy cái hydrogen sạch á, để mà thứ nhất là thúc đẩy cái người đầu tư để sản xuất ra hydrogen xanh lá cây á, thông qua những chính sách ví dụ như là về ưu đãi, hoặc như là nhiều nước trên thế giới người ta cũng có những chính sách về hỗ trợ giá subsidy. Tuy nhiên cái đó phải tùy theo cái mức phát thải CO2 của cái hydrogen đấy. Hoặc như bên Trung Quốc thì họ có hỗ trợ cho cái người sử dụng, ví dụ xe bus chạy bằng hydrogen mà sản xuất nội địa thì giai đoạn đầu họ hỗ trợ giá có thể đến 70%, nhưng mà hiện nây thì còn khoảng 20-30% thôi. Ví dụ như vậy. Và một cái nhóm chính sách thứ hai cũng quan trọng để kích thích thúc đẩy cái việc sử dụng hydrogen sạch, đó là về thuế carbon. Và thuế carbon thường thường là tính trên cái lượng carbon phát thải, thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái công cụ tốt. Tuy nhiên cái việc sử dụng thì cũng phải cẩn thận vì nó ảnh hưởng đến cái sự cạnh tranh ở trên thị trường. Dạ xin hết. Yeah, here we're coming back to your topic of carbon tax or carbon pricing. Another policy which we also recommend in our report, and which is primarily used now, or which will be used in Germany and in other European countries, is contracts for differences. So you look at the cost of green hydrogen, which exceeds the cost of gray hydrogen, and then this additional cost is covered by a government subsidy. So then you can create a level price field, playing field, by just subsidizing as long as it is needed to bring the cost of green hydrogen down and to pump the cost of gray hydrogen up by implementing CFDs. Carbon pricing. CFDs, yeah. Well, that's another solution. Any other questions from vâng, the tôi audience? Có một chút phản biện về cái đấy thì cũng chia sẻ, thực ra buổi sáng cũng định chia sẻ rồi. Chẳng hạn như trong cái chiến lược Net Zero 2045 của Đức ấy, thì đến 2022 là Đức đã có sẵn sàng 30.000 tỷ euro để đầu tư vào năng lượng tái tạo nói chung. Thì câu hỏi là thế Việt Nam có bao nhiêu tiền thì trả lời là chả có đồng nào. Thì lý do là tại sao? Tại vì nó cũng liên quan đến luật ngân sách và cái chi tiêu đầu tư công của Việt Nam ấy. Thì Việt Nam khác với thế giới nói chung, đấy là chúng ta chỉ có đầu tư theo, nói chung là cái gì cũng bảo là từ ngân sách, nhưng mà nó không có dòng tài chính. Như ở Đức họ có được chiến lược, có được luật là vì họ đã có cái dòng tài chính sẵn sàng. Tất nhiên tiền ngân sách từ đâu cũng từ thuế và phí và ra thôi. Thì giống như ý của anh chia sẻ là nó phải có thuế carbon thì nó mới có dòng tiền để nó quay lại để nó đầu tư hoặc là làm trợ giá.
chẳng hạn như 9,35 cent cho điện mặt trời giai đoạn 19 thì đến nay bảo hết tiền ngân sách thì EVN cũng không trả cho các nhà đầu tư thì cũng phải đợi chứ còn làm sao nữa. Thì đấy là cái rất là khó, vì cái này thì cũng đã báo cáo với bên lãnh đạo Bộ Tài chính, đấy là cũng phải sửa đổi cái luật về ngân sách để làm sao cho cái dòng tiền nó đi đúng hướng, chứ còn không phải cái gì mình cũng bảo là lấy từ ngân sách và cuối cùng ngân sách bảo không có là thôi, nghĩa là không có đồng nào. Thì cái đấy là cái mà mọi người nói rất là nhiều đến công nghệ, nhưng mà cái rào cản lớn nhất ở Việt Nam theo tôi đánh giá nó chính là cái dòng tài chính. Điện mặt trời 4 năm vừa rồi nó thành công là nó xã hội hóa được, nghĩa là tất cả các tiền đầu tư đấy không một đồng nào của nhà nước. Nói không một đồng thì hơi oan, nhưng mà đa phần đến từ các ngân hàng thương mại. Mà các ngân hàng thương mại lấy tiền đâu thì cũng là huy động từ dân mà ra thôi. Thì đấy là cái mà rất là khó. Biết là ngân sách là cái vốn mồi rất là quan trọng. Vốn mồi đấy nó liên quan đến đúng là cái trợ giá, subsidy mà các anh chị trao đổi. Nhưng nó phải có dòng tiền cho nó. Nó phải có một dòng thuế để lấy cái tiền đấy. Đặc biệt là tôi sẽ chi cho năng lượng mặt trời, tôi sẽ chi cho điện gió, tôi sẽ chi cho hydrogen xanh. Thì nó mới có được cái sự thành công giống như và bền vững giống như các quốc gia đang phát triển. Chứ nếu không thì nó lại thành một cái chính sách mang tính chỉ trên giấy tờ mà không đi vào thực tế. Thì tôi cũng có cái khuyến nghị thế, và đặc biệt là những cái dự án của Đức là hỗ trợ rất tốt về mặt kỹ thuật và công nghệ, nhưng mà thường quên mất cái phần tiền. Cái phần đấy mới là cái phần quan trọng để giúp cho được bất cứ một cái đề án hoặc chương trình nào nó được bền vững hơn. Đặc biệt là phần tín dụng xanh và trái phiếu xanh. Các nhà đầu tư bây giờ là đang vay hoàn toàn thương mại, chả có ưu đãi gì cả. Họ vẫn phải làm. Nhưng mà ở Đức chẳng hạn, nó rất là nhiều ưu đãi. Điện mặt trời mà có hệ thống lưu trữ nó khác với cả điện mặt trời bán trực tiếp. Toàn những cái phần rủi ro ở Việt Nam là các nhà đầu tư đẩy cho bên A0 hết. Thì đấy nó cũng không công bằng cho cả phía nhà nước, chứ không nói là phía tư nhân. Thì tôi cũng có khuyến nghị đấy là tất nhiên là chúng ta đang được người Z hỗ trợ rất là nhiều về mặt công nghệ, về mặt kỹ thuật, nhưng mà cũng nên tập trung đến một số các nội dung về tài chính khí hậu, tài chính hydrogen hoặc là tài chính năng lượng tái tạo. Xin hết ạ. Yeah, thanks for this comment also on the financing aspect. Now we have a question from the colleague here in the first row. Yes, please. Tôi là Hải, công tác tại Bộ phận Thương vụ của Đại sứ quán Na Uy. Vâng, tôi có một câu hỏi để hỏi anh Cường. Vâng, anh Cường là tôi biết là Viện Năng lượng là tác giả, hầu như là tác giả của quy hoạch điện 8. Thì trong điện 8 thì có một phần là sau khi các dự án LNG sau một thời gian khoảng 10 năm thì phải chuyển đổi sang sử dụng hydrogen. Và trong hội thảo này thì mình cũng đã nghe những ý kiến từ phía anh Nam, phía anh Tùng về có những cái khó khăn về sản xuất hydrogen ở Việt Nam. Thế vì tôi muốn hỏi là trong quá trình mà sản xuất quy hoạch làm quy hoạch điện 8 thì các anh cơ sở nào để anh xây dựng nên là sau khoảng 10 năm thì mình sẽ chuyển đổi sang hydrogen, và trong quá trình tính toán đấy thì cơ sở các anh tính là như thế nào, hoặc là có đã nhìn đến những chính sách về tương lai là mình giải quyết được cái vấn đề đấy ra trước khi đưa ra được những con số cụ thể vào trong quy hoạch điện 8 ạ. Cảm ơn anh Cường. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Hải. Thứ nhất, trả lời câu hỏi của anh thì xin chia sẻ thế này. Thứ nhất là anh đã biết thì cái bối cảnh mà xây dựng quy hoạch điện 8 là trong cái bối cảnh là trong quá trình xây dựng thì chúng ta chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được có cái cam kết tại COP 26. Thì cái ràng buộc đầu tiên đó chính là cái ràng buộc và đặt net zero. Và một trong những cái giải pháp mà đạt được net zero đó chính là phát triển cái hydro và sử dụng cái hydro trong lĩnh vực năng lượng điện. Tôi xin nhắc lại, đây là một trong các giải pháp. Do cái tính chất của cái quy hoạch điện 8 là nó vừa cứng vừa mềm vừa động vừa tĩnh, nên là đây là một trong các giải pháp, và khi chúng tôi đưa ra thì đấy là một trong các giải pháp được lựa chọn. Còn đương nhiên là mức độ thực thi và như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào cái mức độ hoàn thiện của cái cơ chế chính sách đấy. Thì trong quá trình chúng ta thực hiện thì cái nào hoàn thiện trước, cái cơ chế chính sách nào phát huy tác dụng hiệu quả hơn, ví dụ như cơ chế chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, những cái cơ chế chính sách về những cái tái cơ cấu những cái nền kinh tế mà sử dụng cái ngành kinh tế sử dụng ít năng lượng hay là vân vân, thì khi cái đó thì có thể là rõ ràng là chúng ta đã có những cái giải pháp thay thế lựa chọn khác. Còn cái giải pháp mà sử dụng hydro trong các cái đốt đồng đốt trong các nhà máy điện là một trong các giải pháp. Đấy, chúng tôi nhìn nhận góc độ đấy, và trong các cái tính toán mô phỏng của chúng tôi là chúng tôi dựa vào những cái ràng buộc đấy. Tất cả mọi ràng buộc thì đều phải đạt được cái net zero vào 2050 với cả một cái lượng phát thải của khí nhà kính mà quy định cho, tức là được
đóng một quy định, một quota cho ngành điện là chỉ có từng đấy thôi và phải đưa ra các cái giải pháp đấy. Thì đấy là cái cũng chia sẻ với anh về cái con số và một số cái thông tin trong cái quy hoạch điện 8 như vậy. Maybe I can follow up with one comment or question also from Germany, because we're in a similar situation. You know, we have to build additional LNG capacity now because of the war in the Ukraine. And the intention of policymakers is to make this LNG capacity hydrogen ready. And this is a term frequently used by policymakers, but no one really knows what this means from a technical perspective. So there has been a study which was published 2 weeks ago, very good study, I can share this with you, where they really looked at what would this mean from a technical perspective, because you're dealing with liquefied hydrogen or hydrogen very cold, minus 250 degrees. So what has turned out to be very crucial is the type of steel that you use for building the LNG infrastructure. Because not all types of steel can manage these low temperatures. So I wanted to know, are you already taking this into consideration when planning the new LNG infrastructure, that you also take this technical aspects into consideration? Vâng, đấy, một trong những cái vai trò của quy hoạch điện đó chính là định hướng cho cái ngành phát triển đó. Thì rõ ràng khi chúng ta đưa ra những cái định hướng sẽ sử dụng những cái công nghệ như vậy, thì là một cái tín hiệu để cho các cái nhà đầu tư khi mà đầu tư các cái công trình hạ tầng nhưng cũng như đầu tư các nhà máy điện là phải tính đến cái việc như vậy. Thì rõ ràng đây là một trong những cái như ngài chia sẻ, đấy là một trong những cái mục tiêu của cái giải pháp công nghệ được đề cập ở trong đấy. Và một trong những mục tiêu quan trọng nhất thì đương nhiên là phải đảm bảo được cái an ninh năng lượng cho Việt Nam, đấy là mục tiêu tối cao và phải đảm bảo được. Vâng. Any further questions? We still have time. There's one here in the front. Tôi có một cái câu hỏi rất ngắn là liên quan đến cái nghiên cứu của bên viện dầu khí về cái dự báo cái giá hydro xanh vào giai đoạn trước năm 2030 dự kiến khoảng 3-4 đô la trên 1 kg. Đấy, thì và nó gần như là tương tự với khi với giá hydro sản xuất từ khí hóa lỏng nhập khẩu. Đấy, thì câu hỏi đặt ra là cái giá điện đầu vào từ cho sản xuất hydro xanh, nghĩa là từ năng lượng tái tạo, thì anh đang giả định là bao nhiêu đô trên một megawatt giờ? Dạ, xin trả lời luôn câu hỏi vừa rồi của anh. Thì trong cái tính toán của chúng tôi thì cái giả định mà của cái giá điện đầu vào á, vào năm 2030 thì giá điện nó sẽ dao động trong khoảng từ 3,4 cho đến 5,2 cent trên 1 kWh, tùy theo cái kịch bản mình áp giá cao hay thấp. Thế là chúng ta mình nhìn thấy rằng là với cái giá điện của 3,4 xem thì nghe bao giờ thì không biết rằng là các cái nhà đầu tư điện làm quỹ tạo có sản xuất được cái giá thành điện đó không. Đấy là cái liên quan đến như vậy, vì rõ ràng là chúng ta phải vẫn phải nhập khẩu, đúng không ạ, tất cả những cái thiết bị để cho sản xuất điện từ gió hoặc mặt trời, tất cả mọi cái như vậy thì đây cũng là cái cơ sở để cho Bộ Công Thương hoặc là EVN tính toán cái giá thành cho cái cơ chế chuyển tiếp hoặc là những dự án đầu tư mới đấy, chẳng hạn như vậy. Thì đấy là một cái bài toán tôi thấy cũng là thách thức đối với cái nhà sản xuất năng lượng tái tạo. Bình luận thì xin có góp ý thêm, tức là thật ra hiện nay đối với giá điện tái tạo thì như hồi nãy tôi cũng vừa cập nhật, thì đối với giá điện mà điện mặt trời á, thì thật ra là theo tôi biết Bộ Công Thương cũng đang đề xuất cái mức giá là 5 cent trên 1 kWh. Cái thứ hai là cái đấy là cho cái kịch bản mà chúng tôi tạm gọi kịch bản cao là 5 phẩy mấy sen gì đấy. Ngoài ra có một kịch bản thấp, tức là chúng ta sẽ tính đến là điện tại những tạm gọi là tại những cái thời điểm mà off peak, hoặc là những cái thời điểm mà nếu mà họ không sử dụng cho cái việc này thì thật ra là họ cũng không sử dụng được cho cái gì cả. Thì khi đấy chúng tôi đặt ra một cái kịch bản mà nó thấp hơn cái mức ở dưới 5. Thì xin giải thích thêm vậy.
Và ngoài ra thì nó cũng còn một cái mức trung gian nữa. Tôi xin comment tí về cái chỗ giá điện 3 sen với 5 sen. Thực ra ấy là nếu chúng ta mua của các cái nhà sản xuất năng lượng tái tạo khác với cái hy vọng giá nó thấp, tôi nghĩ là sẽ không có. Bởi vì không ai người ta đầu tư mà người ta lại ký hợp đồng để bán lúc thừa bán cho mình đâu. Mà mình cũng không mua điện phân như thế thì không có đủ điện để mà sản xuất hydrogen. Hydrogen là sản xuất chạy 24/24. Cho nên phải tự đầu tư các cái nguồn năng lượng tái tạo để mà dùng. Và nếu anh mua cái điện thừa mà một số nơi cứ đề xuất như thế, tôi cho không khả thi. Đúng không? Thứ nhất là phải làm cái đường dây đối nối với họ là cũng xa chứ không phải gần. Thứ hai là họ thừa hôm nào nắng thì họ thừa tí lúc trưa. Mà hôm nào không nắng thì họ chả thừa tí nào. Và sắp tới thì cái đường dây truyền tải của EVN nó nuốt hết thì ông chả còn thừa đâu. Thì ông thà ra ông bán 9,35 với 7,09 sen còn hơn là ông bán cho mình 3 sen, đúng không? Đấy, cho nên là cái phương án mà lấy điện thừa của các nhà máy là không khả thi cả về mặt kỹ thuật lẫn về mặt kinh tế. Đấy, cho nên là khi mà làm hydrogen ấy, thì tôi tư vấn cho các đồng chí là nên tự phải làm đấy. Và nếu như chúng ta thu xếp vốn tốt, ví dụ như vay của KfW Đức chẳng hạn, là làm giá thành chỉ giá bán thì 3 sen thôi là khả thi. Đấy, điện mặt trời đấy. Đấy. Và tôi cũng đã từng làm những dự án như thế, nếu mà vay vốn của các cái tổ chức tài chính như là KfW của Đức hoặc là AFD của Pháp hoặc là JBIC của Nhật thì giá thành nó thấp. Nhưng nếu chúng ta vay thương mại để làm như cái đợt vừa rồi, 5 sen không làm được. Đúng không? Vì riêng cái trả tiền lãi vay nó đã ngốn gần hết rồi. Đấy, cho nên là cái phương án tài chính cho các cái dự án điện năng lượng tái tạo là vấn đề cốt lõi trong cái việc là khả thi hay không. Mà cạnh tranh đây là cạnh tranh ngang tầm quốc tế. Nếu người ta làm ở Đức, người ta vay được của chính phủ Đức lãi suất rất thấp. Nhưng làm Việt Nam, chính phủ Việt Nam không có một cái gì, chính phủ Việt Nam vẫn đang lo nhiều thứ cho nên là không thể nào mà bỏ tiền ra để làm những cái việc này được. Thì chúng ta phải kết hợp với các cái nhà đầu tư của các nước mà có nguồn vốn tốt như là Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là Đức. Đấy. Thì nếu như họ là major share, nhưng họ là chiếm cổ phần chi phối, thì họ có thể vay được những cái tổ chức tài chính quốc tế với cái lãi suất hấp dẫn. Và có những cái cơ chế mà các cái chính phủ các nước G7 đang có những cái cơ chế và đang nghiên cứu để hỗ trợ. Thì tôi nghĩ là trong cái thời gian tới chúng ta phải tranh thủ tận dụng được những cái cơ chế này. Chúng ta là nước đang phát triển và chúng ta có nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo, và chúng ta phục vụ cho cái việc xuất khẩu hydrogen, có nghĩa là giúp cho thế giới giảm cái CO2, giảm khí phát thải. Thì thế giới phải ủng hộ chúng ta, đúng không? Qua cơ chế tài chính, qua cơ chế mua REC, mua carbon credit. Đấy, thì chúng ta phải là những người đề xuất, và chính phủ Việt Nam phải đàm phán với các cái đối tác để mà các đối tác hợp tác với chúng ta để win-win, hai bên cùng có lợi. Và mục tiêu cuối cùng là để giảm khí phát thải. Thì tôi nghĩ là đây là một cái chiến lược lớn mà chính phủ, từ chính phủ cho đến các doanh nghiệp chúng ta phải tham gia vào. Đúng không? Thì biến cái Việt Nam từ một cái đất nước có cái nguồn tài nguyên gió và mặt trời. Gió thì bay đi hết và mặt trời thì cứ nắng là không làm gì cả được, mà bây giờ trở thành là nơi sản xuất hydrogen và biến nó thành tiền. Đấy. Thì chúng ta phải hợp tác với các cái tổ chức quốc tế và biến Việt Nam thành một cái hydrogen hub. Đấy. Thì tôi nghĩ là GIZ là đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong cái chính sách về năng lượng tái tạo, thì bây giờ hỗ trợ tiếp cái mục tiêu là biến Việt Nam thành hydrogen hub của châu Á, ít nhất là của châu Á và thế giới. Đấy thì cái mà chúng tôi mong muốn nhất hiện nay, và mong muốn chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ. Ngày xưa chúng tôi cũng làm việc với lại các cái tổ chức của chính phủ Đức, chúng đã hỗ trợ nào là những cái giá FIT, rồi những cái chính sách về khảo sát, rồi những cái bản đồ gió mặt trời có như này, là hàng loạt các nghiên cứu của các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam để làm.
Và bây giờ chúng ta có đầy đủ các thông tin về điện gió, điện mặt trời để chúng ta triển khai trên thực tế. Thì cái đấy là rất đáng quý, nhưng mà sắp tới hydrogen thì tôi đề nghị là Ninh Nam nói ngoài cái cơ chế chính sách còn phải tiền nữa, đúng không? Đấy. Thì cái đấy là tầm chính phủ sẽ phải bàn, và chúng ta tham mưu cho chính phủ để làm sao chính phủ đề xuất với các chính phủ, các đối tác để chúng ta phát triển cái hydrogen trong thời gian sắp tới. Yeah, the cost of capital, what you was were mentioning, this also came out from our study that we assumed this concessional loan case. So you get interest rates as low as 2% or 1.5%. And this really drives down the cost of your green hydrogen. When you go to a Vietnamese local bank and you have to pay 8-9% interest rates, then it no longer is a viable case also for exporting. So yeah, I fully agree that this is certainly one of the key barriers or key enablers as well for making Vietnam a green hydrogen hub. Are there any further questions to the panelists? Or shall we call it a day and close this session? If this is the case, then I will try to summarize a little bit what we have discussed. So we have discussed that Vietnam has many, many advantages and opportunities in becoming a green hydrogen producer. So first of all, very good renewable energy resources, also for solar PV, even though it cannot be connected to the grid, there's still potential for producing electricity from solar PV, which will not be feeding into the grid, but going directly into green hydrogen production, offshore wind energy, of course. We also have a lot of important institutions like PVN who have good skills already in the sector and who are keen to develop green hydrogen and go into this new opportunity of the energy transition, which is really important. And I think it's important to get all of the Vietnamese actors on board in developing this so that not everything will go to foreign project developers. And we also see smaller companies like with the presentation we had before, which are already developing renewable energy projects, electrolyzers, to showcase that this is not something that is happening on paper, but it's already happening on the ground. And I heard the project is already in the PDP 8 draft, so hopefully it will stay in there, and this project can then be developed. We still have some challenges. Cost of capital will be a major challenge, also with increasing interest rates, not only in Asia but also in Europe. So also KfW funding or credit lines might not be as cheap anymore. Skills is going to be one of the key challenges, I think, to develop really the thousands of people that you need in Vietnam to develop the sector further, not only for green hydrogen but also for the renewable energy deployment. So a lot of work for the universities and TVETs in Vietnam and for the Ministry of Education to develop these curricula. And I think all in all, we had a very good discussion. I think this was one of the first big conferences on green hydrogen in Vietnam. There will be hundreds more to follow in the next years and decades, but I think it's good to get all of the experts here in the room together, and this is a good kickoff then for continuing the cooperation on green hydrogen as part of the Vietnamese energy transition and also the cooperation with the German government. So with this being said, I hand over to Mr. Tung for some final remarks. Vâng, xin chân thành cảm ơn các cái chuyên gia về hydrogen. Tôi có thể nói như vậy vì là những cái đóng góp, những cái ý kiến chia sẻ về kinh nghiệm, về năng lượng tái tạo cũng như về những cái cơ sở hạ tầng, những cái tiềm năng của Việt Nam đã được đề cập đến rất là rõ ràng, cụ thể trong cái phiên hôm nay và cả những cái thách thức nữa. Và thay mặt cho ban tổ chức thì tôi xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đã có những cái buổi trao đổi rất là thú vị và hấp dẫn. Nghĩ là để kết thúc thì tôi xin trân trọng kính mời ông Philip Huizinger là giám đốc chương trình năng lượng của GIZ tại Việt Nam sẽ có đôi lời để chúng ta kết thúc phiên buổi chiều
ngày hôm nay. Xin trân trọng mời ông. Hello. Dear partners from MOIT, distinguished guests, pleasure and for me to see that we have now concluded on two very important topics today, discussing RE law in the morning, discussing the potential of hydrogen for Vietnam in the afternoon, two very important topics, focusing on the second one, hydrogen. I think this is going to be a very exciting story for Vietnam to write, a huge potential for this country, and you already can see in the market with plans to build up green hydrogen plants and the work on electrolyzers. There's already some movement in the market, and it's really now also up to the government to design a promising framework for this market in this country. We as GIZ, as the implementing agency from Germany, helping our or working on behalf of the Ministry for Economic Affairs and Climate Action, but also for our Ministry on Economic Cooperation and Development, we are happy to support this process here in Vietnam, building on a long-standing cooperation, not only with MOIT, but also with other partners in the private sector. And I'm very glad that not only with BMW UK and in the context of the energy partnership, we can have such discussions, such important dialogues, but also now with our ministry, BMZ, who announced a 5 million contribution to Vietnam to develop H2 growth market. And I'm very glad that just recently MOIT Vice Minister An assigned the Department of Oil and Gas as the partner to take this topic further. And we look forward to now design this project with the Oil and Gas Department to make this really an important contributor to develop a promising green hydrogen market here in Vietnam. I think this can be really an important cornerstone, an important component for the energy transition in Vietnam. as David said, it's sometimes treated a bit as champagne. You have to deal with it very cautiously. You have to handle it very cautiously. And you have to use it for the right industries and in the right scope. But it can play in a meaningful role, and we're happy to support that. Yeah, with that, I would really like to thank you for the discussions. Unfortunately, I was in between. I needed to attend another meeting. I followed the first part, and it was already very interesting. This is really a starting point. I think the H2 roadmap that we developed just gives a first idea what interesting aspects Vietnam needs to work on, and we will continue to do so in a larger, in a more intense manner with this new project that will come. And with that, I would like to thank you very much, the panelists, and thank you all our international consultants, Ali and David, coming from Germany after, I think, a long period of pandemic, being quite absent from Vietnam. It's good to have you back here and your expertise, but also all fellow guests here in the room. I think, it really lives from a good exchange to discuss new topics and bring them forward. With this, again, let me thank you. Have a good evening, and looking forward to see you again. Thank you.